Nó dặn lai ra nữa không kìa. Chị Canu lấy cái thủy kìa. Canu lấy cái thủy hả? Ừ. Thủy 55 á. Ừ, thủy 55 rồi. Còn cái này rồi Quỳnh. Bà Quỳnh. Rồi để em nữa. Tùy cục quá à. Mấy chị ơi, em đang like đừng có ai gọi cho em hết trơn. Gọi là nó bị văng like cho. Sao mấy chị kia kỳ quá trời. Bình thường không gọi nó đợi lúc like á, thấy người ta đang like mà cũng cố tình gọi nữa. Canu lấy cái này hả chị? À chị Canu là hết quen. Chị Canu lấy cái bộ thủy ha. Chào mọi người, vô lại giùm em, chia sẻ với em thôi. Em đang like á, mấy chị kia đừng có gọi cho em. Chị Canu lấy bột thủy không? Ừ. Canu là cái chị khách hôm bữa mua nhiều đúng không chị? Đúng rồi em. Rồi nè, chị mới thấy à, chị hỏi coi chị có còn không? Vậy em lại đi. Chắc văng like ra rồi, không còn nữa đâu. Không có phải mạng bên em bị gì đâu. Em đang like mọi người đừng có gọi cho em đang like gọi cho em Zalo với Messenger là em bị văng like ra liền nha, đừng có gọi cho em nữa nha. Trời ơi, mọi người chia sẻ rồi tính chị kia kỳ quá. Chào chị Hoàng Huỳnh nha. Chị Hoàng Huỳnh lấy cái áo thun đúng không? Rồi nha. Em còn bộ Kitty sọc hồng này ha. Với bộ Kitty xám 55k nè. Mấy bộ Kitty là bạn dễ thương lắm nha mấy chị. Rồi 55k nha. Chị Canu còn không chị Canu? Rồi áo len 59k nữa nè. Hỏi chị Canu còn. Em chưa thấy chị Canu hiện lên. Chào mọi người nha. Bị văng ra là do mấy chị kia gọi Zalo cho em á. Áo thun 20 chốt của chị Hòa rồi nha. Rồi bắt đầu áo len này có khoảng 54kg trở xuống bạn đẹp nha. 59k. Ai lấy len trắng comment giùm em len trắng 59 nè. Bị văng lai ra ngoài bây giờ nó tuột xuống luôn rồi. Mọi người chia sẻ lại bài giúp em đi, chia sẻ bài vô nhóm đi. Em bán mấy cái đầu này cho mấy cái nào chia sẻ nha. Kỳ cục quá. Gọi Zalo hoài. Rồi nha. Len trắng 59 nè. 59 này màu ruốc nè. Nãy màu trắng nè, cái này là màu hồng ruốc nè. 59.000 nữa nè. Len nha, len này 54 55 kg trở xuống bằng đẹp nha mọi người. Len này là form body, form ôm. Rồi nha, màu hồng, màu trắng rồi ha. Rồi bây giờ là màu đen nè. Đây màu đen. Màu đen. Coi giảng đẹp lắm. Chỗ khác đang bán 120.000 á. Trời đất ơi, em bán có 59.000. Cho nên em thấy được mười mấy người bị văng ra hết trơn rồi. Trời đất ơi, không lẽ chặn Zalo luôn á. Ta đang like mà cứ gọi hồi nãy bấm máy bận rồi, gọi tiếp nữa. Ha, em còn màu đỏ nè, 4 màu nha mọi người, 4 màu nha. Chị này không lấy, chị này lấy một cục 4 màu bây giờ nha. Trả về cục 4 màu luôn, một đội ghê luôn. Dạ chào chị Canu nha, chị Canu lấy len hồng. Chị Canu hồi nãy có một bộ khỉ á, chị Canu ơi, bây giờ chị lấy len hồng nữa nha. 59k của chị Canu đây. Len này là có khoảng 54kg trở xuống bằng đẹp nha. Em đang biết shop khác đang bán 120.000 luôn á. Em bán có 59.000 luôn á mấy chị. Có giá rồi không? Em đi giá rồi. Trắng, hồng với đỏ nha. Đồ bơm nha mấy chứ. Rồi chị Canu ok. Dạ. Rồi đó, đây một cục hàng bơm đó nè. Cái hàng này lên trời ơi. Chị Tạ Ngọc Phương Lam nè. Áo này hôm qua 89.000 nè. Bây giờ bán 79.000 luôn nha. Áo này áo len đẹp, len này len gân nha. Ai lấy sọc 79 comment giùm em là sọc 79 nha. Nhanh tay giùm em đi. Sọc 79. Sọc 79 mọi người chia sẻ like giúp cho em đầu like đi, tại vì mấy cái hàng bơm này bán giá lỗ rồi. Bán giá lỗ rồi mấy chứ ơi, 79.000 nha. Rồi nè, thêm một cái 79.000 nữa này, hôm qua là 89.000 nè, bi nè. Rồi ai lấy bi này mấy cái form bi này có khoảng 58-60kg bằng được hết, trở số mình cũng đẹp, em muốn mấy ký bằng cũng đẹp nha. Bi nè 79.000, ai lấy bi comment giùm em là bi đi, hôm qua 89.000 nè. Cái gì lộn lại trước 89.000 chứ. Chia sẻ đi Lạc Thi ơi. Kỳ cục quá à, tự nhiên like rồi văng à. Đừng có gọi Zalo nữa, ta đang làm việc khổ ghê. Có Nguyễn Thị Cẩm Giang là bạn em á. Bởi vì bạn Tâm không? Chắc mẹ em đi thiếu chứ bạn Tâm á. Cái mẹ trả ra luôn. Rồi nè, cái len 89.000 nè, bây giờ bán 79.000 luôn nè. Của chị gì? Chị Thúy Kiều mua nè. Thúy Kiều hả? Váy canh mặt còn rất là nhiều màu nha Phong Lan. Mấy canh mặt còn rất là nhiều màu, lên 100 view đi em bán đồng giá 101 con thoại. Như chị cũng thấy này, vô shop cũng phải giá 220 ha. Lên 100 view em bán đồng giá 101 hết luôn nha. Chào chị Mỹ Thu nha. Rồi cái áo con vịt này nè, bán 89.000 nè, bây giờ xả ra 79.000 luôn. Mấy chị mua một cái bây giờ em xả hết nè nha, 79.000. Con vịt bằng hộp cường rất là đẹp nha. Ai lấy vịt thì comment lên vịt dùm em 79k. À chị ơi, hôm nay em lên sớm chị Mỹ Thu ơi. Mai mốt em like sớm, có khoảng 6:45 em like à mấy chị. Rồi nha. Quần này nhiêu đây? Rồi quần này 30k luôn nha. Một cặp này cặp 60.000, ai lấy cặp này comment dùm em là hai quần luôn đi. Rẻ quá mà. Quần lét jean nha, cỡ khoảng 52-54kg trở xuống vẫn đẹp nha. Một cái là sọc không, một cái là bo nè, một cái 30.000 thôi. Rồi mấy chế một cái 30.000 nha. Ai mới vô thì chia sẻ like đi. Em bán mấy cái này dành cho mấy chế nào chia sẻ thôi nha ha. Một cặp quần này 60k nè. Ai lấy cặp quần thì comment dùm em là hai quần 60 luôn đi. Rẻ quá rồi. Cái có 30.000 à. Sam Sam Canu hai quần rồi. Chốt rồi chị Canu hai quần nha chị. 60k. Chị bên ngoài hai quần 60 luôn. Hai quần trong đây luôn. Hai quần em để hai quần trong đó luôn. Áo thun đính hoa nổi có không chị? Không có nha Chi Chi. Chị không có áo thun đính hoa nổi nha. Rồi nè, cái áo len nè, áo len này hôm bữa like em bằng đất. Mấy chị dành mua một đống luôn, bây giờ trả hàng về nè, của chị Sam Sam nào không biết nữa. Khổ ghê. 89.000 ha. 89.000 cái áo len này, áo len cái tay phối bi rất là đẹp nha. Cái tay phối von nè. Cái dây này mấy chị cắt thành cái nơ nha ha, cắt thành cái nơ em nói rất là đẹp luôn á. Quần hết rồi chị Hòa Hình ơi. Quần nãy chị kia lấy một cặp rồi ha. Rồi nè, ai lấy áo len bi comment dùm em là len đen, len bi đen đi, bi đen đi. Bi đen 89k nha mấy chị, bi đen 89k. Ai đang xem cho em xin chấm đi mấy chứ ơi. Bi đen 89k. Rồi chấm cho em một chấm đi nha ha. Rồi cái đen này nhiêu đây? Cái đen này bữa đó bán nhiêu đây? Rồi nha, bữa đó 85.000. Ai lấy cái này thì 65.000 luôn nha. 65.000 ha. Comment dùm em là đen 65 đi cho nó rõ một chút nha. Cái kia là đen 89.000. Cái này đen 65.000. 65.000 luôn. Chấm cho em chấm thì mấy chứ ơi. Nhớ chia sẻ lên 100 view để em bán đồng giá nha ha. Cái này là 65.000. Đen này 65. Đen cho Yến Quỳnh. Yến Quỳnh lấy một cái đen bi vậy. Rồi Viên Nguyễn tiếp tục đồ bộ nữa nè. Trời ơi chị Viên Nguyễn nè, có số điện thoại nè ha. Điện thoại không nghe máy nè. Rồi Viên Nguyễn hôm bữa nè, bộ mèo người ta hỏi một đống luôn. Bây giờ không có, bây giờ lòi ra bộ mèo nha. 55.000 nha. 65 bây giờ bán 55.000 nha. Bộ mèo, ai lấy mèo comment dùm em là mèo đi ha. Mèo bộ 55. Mèo bộ 55. Trời ơi bộ này nó đẹp. Vô Danh đầm phía sau bao nhiêu ký dùa? Đầm phía sau là 55 kg trở xuống dùa nha. Cái mèo đó coi lại. Ồ cái mèo này dễ thương nè. Có một bộ mèo một luôn á, dành cho đã chị luôn. Rồi mèo. Chị Canu lấy mèo 55 chốt cho chị Canu nè. Chị đặt cái tên đó dùm em ha. Luôn. Rồi con vịt nha, 85 bây giờ còn 55 luôn, vịt hồng nha. Vịt hồng nha mấy chứ. Mặt trước mặt sau ha, cái quần của nó. Đây, hôm nay không có like áo thun nha em, hôm nay like đầm nha. Hôm nay không có like áo thun, hôm nào like áo thun đá. Chào Nguyễn Ngọc Hoa nha. Đây vịt hồng nè, bộ 55k nha. Nó vịt kìa. Rồi vịt hồng cho chị Canu luôn. Yến Quanh có vịt màu rồi. Canu chị Canu. Rồi trời đất ơi cái áo này. Cái áo này 120.000 của bạn Món Xu nè. Len 120.000 luôn. 120.000 luôn. Len này là len chữ nha mọi người, len chữ 120.000 luôn. Hỏi len này em bớt không có được đâu mấy chứ ơi. Bán số khác có đang bán 150 không á, em bán có 120 mà giờ còn trả hàng về nữa. Ai lấy len chữ 120 giùm em đi là len 120 đi, chứ chất hay là chất gì dặn mấy chị nào ở phía ngoài hả bạn. Đầm em 43kg 1m rưỡi vừa không. Đầm là chất khung cô tông với các hàng nha. 43kg 1m rưỡi thì bạn hơi rộng một xíu. Á, à, không rộng đâu. 1m rưỡi không rộng đâu. Không bỏ ra. Cái gì chị? Quái nè. Đâu có đâu, cái cây á, cái cây nó đụng cái cửa. Rồi ai lấy cái này 120 comment giùm em là đen 120 nha. Đen một. Á à, chị Nguyễn Thị Trang ơi, chị cầm len một. Len 120k là chắc hay là chắc dày nha mọi người, chắc hay là chắc dày nha. Em nói trước len chữ là chắc dày nha. Mua thì ở phía ngoài miền ngoài bằng thì nó hợp hơn, trong Sài Gòn mình trở xuống nha ha. Em chào cô Văn Trang nha. Chị Nguyễn Thị Trang ơi, chị lấy cái đen là lấy cái đen nào comment rõ giùm em đi. Tại vì em quá trời đen rồi ha. Chị comment đen với giá giùm em đi cho em không có bị lộn nha. Rồi. Trời đất ơi. Đây nữa nè. Cục này của ai giờ? Quỳnh Cẩm nè. Điện thoại không nghe nè. Quỳnh Cẩm. Rồi đen 120k. Đen 120k chốt cho chị Nguyễn Trang. Ai chị Nguyễn Trang cho liền số điện thoại. 1m rưỡi có bị dài không? Không dài đâu nha. 1m rưỡi không dài đâu Tường Vi ơi. Chị Nguyễn Trang lấy cái cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha mọi người. Nguyễn Thị Trang. Rồi nha. Cái len này là len nhũ nha. Len nhũ 69k, sale 69k luôn. Ai lấy nhũ 69 thì comment giùm em là nhũ vàng 69 nha. Chất của nó là chất nhũ nha. Cho em dòng địa chỉ luôn đi chị Thị Trang ơi. Đây là chất nhũ nha mọi người. Kim tuyến, ở ngoài kim tuyến mặt nhẹ lắm. 69k nha. Ai lấy thì comment giùm em là nhũ 69. Cái nhũ này là len á, mọi người khỏi lo nó chập rộng gì hết trơn á. Chị Nguyễn Trang, Nguyễn Thị Trang cho em liền địa chỉ nha. Chứ cho em liền địa chỉ với số điện thoại đi. Ngày mai á, buổi sáng hoặc buổi trưa trong vòng ngày mai tụi em chốt hàng tụi em điện thôi chứ chịu khó nghe giùm em nha. 69k cái len nhũ vàng nha. Rồi tiếp tục nè. 59k luôn nè. Trời ơi mua một cái. 59k luôn, cái này là màu tím á. Ổ tim nha, 59k. Comment giùm em là tim 59 nha. Coi giãn lắm, chắc len coi giãn mọi người đừng có lo. Đầm một tí nữa em like mấy cái áo này xong em like đầm. Cái đầm của em mặc đó là 130k ha, 130k. Chia sẻ lên 100 view em bán đồng giá 101 hết nha mọi người. Đồng giá 101 hết. Chất em bao đẹp cho mấy chị luôn, nhận hàng về á, nếu mà hàng này 101 mà chê gửi trả lại cho em luôn nha ha. Rồi Điều cái tím cao kìa. Khỏi cái nào. Dạ. Rồi em còn một bộ mèo 55k nữa. Cũng bị hàng bơm đó nè. Còn một bộ mèo 55k. Lấy thì comment giùm em là mèo 55 nha. Mèo 55 dễ thương mấy chị. Khổ ghê đi. Mua mà gặp ngay hàng bơm, hàng béo gì đâu không ha. Chị Canu chưa có mèo hả? Ủa chị Canu hồi nãy có mèo rồi. Mèo khác. À mèo hình khác hả? Ừ, mèo màu khác. À con mèo xanh, thôi con mèo hồng nha. Hồi nãy mèo xanh đúng không? Ừ. Rồi mèo hồng 55k nha. Mọi người bắt đầu chia sẻ bài cho em đi. Em bán bắt đầu. À đây, cái áo quỷ này tặng. Cái áo quỷ này tặng mà thằng tặng mà cũng bơm gì bơm hoài cái áo này luôn. Rồi, ai thích cái áo này comment giùm em là tặng với chia sẻ 10 nhóm nha. Hôm nay có set nha chị Mỹ Thu. Em like mấy cái đầm của em xong em like set lên 100 view là set đồng giá 85k luôn nha ha. Mèo 55k chị Hòa Huỳnh. Ok chất chị Hòa Huỳnh mèo 55k. Rồi, ai tặng cái này thì comment giùm em là tặng len chia sẻ 10 nhóm, tặng len chia sẻ 10 nhóm giúp nha. Cái áo quỷ này tặng mà hả? Tặng len chia sẻ 10 nhóm. Nó bị lỗi chút xíu phía sau lưng á. Chị đó hỏi là len đó hay là đen đó 60kg mật dừa không em là sao? Đen chị Trang dừa nha chị Trang, 60kg bằng dừa cái đó. Cái áo chữ 60kg bằng dừa nha. Đây, bắt đầu em đứng lên cho mọi người nha. Đây. Em là cao 1m6 nè, mọi người canh giùm em cao 1m6 nha. 48kg 1m6 48kg nha. Thành ra mấy chế nào 40 lùng có khoảng 1m rưỡi thì 43kg bạn được hết nha mọi người ha. Lên form lắm nó là dạng đầm như thế này ha. Ngoài sau tất cả là ngoài sau có dây kéo hết nha mọi người. 130k đồng giá 101 khi lên 100 view nha, đồng giá 101 khi lên 100 view ha. Ai lấy cái canh đang mặc thì comment giùm em là đỏ canh nha, đỏ canh luôn. 130k lên 100 view, cứ việc lên 100 view đồng giá 101, lên tiếp tục đồng giá 99.000 nha, lên 150 view đồng giá 99.000 cho mọi người luôn nha ha. Chị Hòa Huỳnh mặc vừa nha. Mấy cái đầm này dễ mặc lắm tại vì nó là thun nên nó co giãn. Rồi, em vừa like đầm của em vừa like set nha, mọi người cứ việc chia sẻ đi nha. Set 95k ha. Nên chúc một cái đỏ canh kìa, 43kg vừa nha, Trang Thun nha. Rồi tiếp tục em like set nha. Set 95k chia sẻ lên 100 view còn 85k nha. Lên nữa thì em giảm tiền nữa, lên cứ lên view là em giảm tiền nha mọi người. Đây Nguyễn Thị Trang sọc vừa rồi 60kg vừa không em, sọc nào đó, sọc tặng á, sọc lên. À sọc lên tặng, cái đó là tặng chị ơi, tặng. Rồi, váy nha, 95k váy này là váy suông nha, thắt cái eo ở đây ha mọi người, thắt cái sợi dây nơ ở đây. Đây, thắt cái sợi dây nơ. Tay của nó dễ thương lắm. Ai lấy cái hoa xanh này comment giùm em là hoa xanh nha. Em like trước mấy cái set mà hôm bữa bị bơm tới giờ, gửi hàng về một cục set luôn nha mấy chị. Đây, cái tay nó mặn luôn, sao hỏi như vậy nè ha. Rồi, ai lấy hoa xanh comment giùm em là hoa xanh nha. Hoa xanh 95k ha. Chia sẻ lên 100 view đi. Cứ việc lên 100 view đồng giá 85.000 hết trong đây luôn á chứ. Chia sẻ mạnh lên giùm em đi, cho lên 100 view là em dễ bán luôn. Em bán cho nhanh ha. Ngọc Duyên chị ở đâu? Chợ Củ Chi, Hồ Chí Minh nha em. Củ Chi, Hồ Chí Minh nha ha. Trời ơi, cái này là cái set gì nữa đây? Một cái đầm nha, một cái đầm 95k nha, đầm này là size L nha mọi người. Đầm này là size L nha. À, cái lè này 95k nha, ai lấy đầm 95k comment giùm em. Đồ ngoài sau là đồ gì em ha? Đồ ngoài sau ốc khoác hay là áo này, đầm là 130k. À 130k nha Ngọc Quý. Lên 100 view đồng giá 101. Lên tiếp tục 150 view đồng giá 99k hết nha mọi người ha. Lên 150 view đồng giá 99k hết nha. Rồi, ai lấy cái hoa xanh size L comment giùm em là size L nha, hoa L nha, hoa L. Dễ thương lắm, cái đầm này nó dài nha mọi người. Von tất cả von 2 lớp hết nha, đừng có lo mỏng nha. Size L nè. Cái tay này là cái tay le le này dành cho mấy chị nào mà thích kín đáo chút xíu nha. Zoom không tay hả? Zoom không tay không biết trong cái lô set này còn không em nữa. Để tí nữa chị like từ từ tới nha ha. Tí nữa like từ từ thôi tới nha. Khổ ghê vậy đó. À, dạ. Của anh của em nhắn cái gì ta? Mình sót like hả? Đỗ Quyên mua đồ gì chứ không táp tên Đỗ Quyên á. 48kg cái đó rộng nha. 90 Chi Nguyễn ơi. Chi Nguyễn 96 là gì không hiểu Chi Nguyễn. Mấy chế chia sẻ lên 100 view đi, đồng giá 91, đồng giá 101. Còn set thì chỉ có 85.000, lên 100 view đồng giá 85.000 liền ha. Rồi, ai lấy cái bộ này thì comment giùm em là 95k, size này là size M trở xuống nha. M trở xuống, ai thường mặc M thì comment giùm em là bộ nha. Cái này nó gì nè, mặc vô nè. Cái dây này nó thắt nơ một bên nha mấy chế ha. Ai lấy cái này comment giùm em là bộ lá nha, bộ lá. 95k nha. Trời ơi, bán mà bị dăng view ra hồi đầu like là thấy nó hẩm hiu rồi. Bộ lên chút một bộ nè. Đây còn một cục này, cái cục của Quỳnh Như luôn. Em quên cái cục này nè, cái cục mà có khách chọn rồi là tự nhiên nó sẽ đẹp nè. Tiếp tục xả cái cục này nữa nè, cái cục của cái bà nội này. Chết mẹ. Cắt cái chân đó. Ừ. Thiệt khổ luôn á chứ. Bắt đầu chia sẻ đi em bán nha. Em bán mấy cái set này giá rẻ luôn à. Chia sẻ nha, chia sẻ. Còn đang xem xin 1 chấm đi mấy chị. Rồi nha, trong cái cục này là cái gì đây? Áo này là áo thun nha ha. Cái này giống như cái đầm vậy nha mấy chị, đầm thun dài nha. Ngọc Duyên hả? Đồ trung niên không hả? À, tùy theo like nha, tùy theo dở lên là đồ gì nha Ngọc Duyên ơi. Rồi cái này là thắt lại nha mấy chị. Em đây nè, cái hình này em có để em đăng lên mấy chị mới thấy cái cách mặc của nó. Đây. Đắp chéo như thế này mặc vô rất là bụi nha. Cái này là cái này là sợi dây để mình thắt vào trước cái váy nè, sợi dây để mình thắt vào trước cái váy nha. Ai lấy set xanh này comment nhiều là xanh 85k nha. Xanh 85k nha mọi người, xanh 85k ha. Đây một cục hàng bơm luôn á, cục hàng bơm chà bá nện. Xanh 85k. Chị lấy áo xanh 85 kìa em. Rồi, xanh 85 set cho chị Cano em set luôn á. Chị bỏ vô bọc giùm em. Chất gì bà ơi hả? Chất tùy chất nha Đào Thúy Mai ơi. Chị Đào Thúy Mai nếu mà của em mặc đó là thun cắt hàng nha chị, thun cô công thun cắt hàng. Còn mấy cái set em like á thì là hàng Quảng Châu, nên nó tùy cái nha chị. Con mua lớn. Đây là một cái quần size L nha ha. Cái quần này là size L nha mấy chị. L, XL mặc được hết nha. Cái quần này là không to nha ha. Em coi cái áo của nó đẹp không? Đây cái áo rất là dễ thương luôn. Nhưng mà cái này là không to nha. Cái này là bột nơ bên cổ nha. Mặc cái áo vô như thế này ra ha. Rồi ai lấy sách trắng 95 comment giùm em là trắng 95 nha. Trắng 95k, trắng 95. Cái này là size L, XL trở lên mặc đẹp nha. XL trở lên mặc đẹp. 95k nha ha. Rồi cái áo này quá đẹp, cái áo này là hàng Quảng Châu nha mấy chị. Xét chia sẻ lên cho em đi, chia sẻ lên 100 view đi, rồi em bán đồng giá 85.000 hết luôn nha. Còn váy là 99k. Váy em đang mặc là váy em đang mặc vô shop là phải từ giá 180 cho tới 220 ha. Không có giá mà trăm mấy ngàn đâu. Mưa mà, mưa mọi người ơi. Đây chị bắt thiệt nha. Ừ. Mua mấy chị thông cảm cho em. Đó, một cái đầm sơ mi nha mấy chị. Đầm sơ mi nha, cái áo rất là đẹp nha. Đây là cái chân váy mình thắt lại, thắt giống như là cái phong cách Hàn Quốc vậy đó. Ha, thắt như thế này, phong cách Hàn Quốc vậy đó. Ai lấy cái này comment giùm em là áo này đẹp quá ha. Chi Nguyễn trắng 95. Trắng 95 của chị Chi Nguyễn là cái trắng này nè. Rồi ai lấy trắng hoa comment giùm em là trắng hoa. Chi Nguyễn ơi cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha. Ai lấy trắng với cái quấn hoa này, cái này là quấn buộc dây, buộc nơ nha mấy chị. Quấn rồi mình buộc nơ lại nha ha. Quấn tròn đi biển hay là đi dạo gì đó. Còn cái này là cái áo trắng mấy chị ơi, 95.000 là còn mua cái áo này vô shop là cũng phải 120 rồi, 95.000 được thêm cái này nữa quá lời ha. Ai lấy váy hoa thì comment giùm em là 47kg, 47kg vừa cái nào Thúy Mai, 47kg mấy cái đầm này vừa hết luôn nha. 47kg vừa hết em, 47kg nè mấy chị. Rồi ai lấy cái váy hoa này comment như là trắng hoa nha. Trắng hoa 95 nha. Đó chị Chi Nguyễn cho số điện. Dạ, chị Chi Nguyễn ơi cho em liền thông tin đi chị. Mấy chị mua giùm em hai cái, đừng mua một cái. Em like ra like vô muốn tẩn luôn á. Like cực lắm mấy chị ơi, chứ không phải không xuống đâu. Rồi trắng 95, trắng hoa 95 nha. Trời ơi đừng có mưa. Mưa là ồn lắm luôn á. Có bị ồn không mấy chị? Đây. Hồng nha, cái này là áo thun nha. Trắng Ngọc Hai Nguyệt, Ngọc Hai Nguyễn ơi cho em liền số điện thoại cái thông tin đi, em mới giữ, em mới chốt được nha ha. Rồi trời ơi rất là đẹp nha, một cái set như thế này đây bạn dễ thương lắm luôn á. Trong đây là có quần luôn nha mấy chị, trong đây là có quần luôn nha ha. Chị ồn hả? Chị Hòa Hình nói ồn kìa. Mọi người ráng nghe giùm em đi, trời mưa á. Rồi ai lấy set hồng comment giùm em là hồng 95 nha. Hồng là mấy cái trắng. Chị Niệm Lam lấy cái trắng nữa. Rồi chốt cho chị Niệm Lam cái trắng nha. Đầm sao chị bao nhiêu? Đầm sao chị á, Tầm này là 40 130k, lên 100 view đồng giá 101. Đây ai lấy set hồng 95 comment giùm em là hồng 95 nha. Cái này là vải nhung rất là đẹp luôn. Em đâu biết đâu chị. Em đâu biết đâu chị hòa hình. Em giá cũ luôn. Dạ 95 nha. Rồi chị Niệm Lan chốt gì nè cái trắng đó nha. 38 kg mặt vừa nha Nguyễn Loan. Chị Chi Nguyễn có cho số hỏi Quang đi. Cho chị coi lại hả? Rồi chị sổ cái đồng trắng ra cho chị Niệm Lan coi lại chứ. Ai lấy giùm em cái set hồng thường bên giùm em là hồng 95 nha. Hồng này đẹp lắm luôn á. Cái áo thun là áo thun Quảng Châu. Áo thun cắt mát rất là đẹp luôn á chị. Đây. Nội cái áo này thôi là đã 101, 120 rồi ha. Đây cái áo nó đây ha. Cái tay của nó rất là lạ luôn nha. Đây cái miếng này lên nhìn nó rất là tiểu thư. Thêm cái này là cái quấn vô. Cái này là mình quấn vô như thế này đây ha. Đây đó mấy chị quấn vô như vậy. Quấn được cục dây nha ha. Ngọc Hải Nguyên lấy cái gì ta? Cái trắng mà cái trắng này chị Ngọc Hải Nguyên comment trước không? Ngọc Hải Nguyên comment trước rồi nè. Ngọc Hải Nguyên ơi, ai lấy cái này comment giùm em là trắng hoa nha. Trắng hoa 95.000 nha ha. Ai lấy thì comment giùm em trắng hoa 95. Cho em thông tin số điện thoại với địa chỉ. Em ưu tiên ai có số điện thoại với địa chỉ nha. Trắng hoa 95. Để cho ai chị Niệm Lan nó coi lại. Chị Niệm Lan có lấy không? Chị Niệm Lan có lấy không? Em thấy số điện thoại của Ngọc Hải Nguyên rồi. Ủa cái váy hoa này rất là đẹp luôn á. Thiệt khổ nè. Đây là cái áo trong, đừng có sợ mỏng nha. Tại vì áo này nó nằm trong. Cái này là cái yếm nè. Cái này giống như là một cái yếm nằm ở ngoài nè. Đó, các chị bận vô nó như vậy nè ha. Ngọc Hải Nguyên rồi, chốt cho Ngọc Hải Nguyên nha. Em thấy Ngọc Hải Nguyên comment trước rồi nè ha. Cho em địa chỉ luôn đi. Rồi nha. Ai lấy cái yếm hoa comment giùm em là yếm hoa đi. Yếm hoa nó mấy tầng ở dưới rất là đẹp luôn. Yếm hoa 95 nha. Yếm hoa 95 mấy chị ơi. Set này rất là đẹp luôn á. Trời, cái hoa này là size M. Ai mà lờ lờ chút xíu bạn ôm nó rất là đẹp nè. Đừng có sợ ốm. Đừng có chào thân em nha con. Mọi người ơi, chia sẻ like hôm nay là em tặng bông tai của em đang mang, nó khác bông hôm bữa nha. Ui trời. Chị Niệm Lan có lấy không? Đây, tôi tiếp tục cái này là cái gì đây? Trời. Chân váy cá nha, size này là size gì? Size này là size L nha mấy chị. Size này là size L rất là đẹp nha. Chân váy này là gấm nha. Ở trong nó lót, không có, nó cũng có lót lớp nha. Rồi có lót 2 lớp rất là đẹp luôn. Chào Bảo Duyên nha em. Cái váy này là size L nha ha, mua được 3 món. Ai phải lấy comment giùm em là chân váy trắng đi. Chân váy trắng nha. Nó bận cái này nha. Xong rồi bận cái này nè ha. Rồi xong rồi bận tiếp cái này. Còn thôi mấy chị bận cái ren ra ngoài đi nó đẹp hơn á. Ngọc rồi Hải Nguyễn á. Rồi dạ vậy là chốt cái đó cho chị Ngọc Hải Nguyễn á chị. Rồi tầm chị đang mặc là 50 55 54 kg trở xuống bằng vừa hết nha. Áo khoác có mũ là không có nha. Rồi chốt chân váy trắng cho chị Canu. Chị Canu chốt hàng đẹp không à. Chân váy trắng 95k chốt cho chị Canu nè. Yeah. 95.000. Rồi xong một cục hàng bơm. Em ơi, dạ. Cái Chi Nguyễn á, không có thông tin. Chi Nguyễn hả? Ừ. Chị Chi Nguyễn ơi. Rồi em thấy địa chỉ của chị Ngọc Hải Nguyên nha. Mọi người ơi, ngày mai em chốt hàng nhớ nghe em điện thoại nha, vui lòng nghe giùm em ha. Đây một cái đầm rất là đẹp luôn. 95.000 sọc nha. Ai lấy sọc 95 comment giùm em là sọc 95 nha. Cái này là size L nha mấy chị. Size L, XL mấy chị bằng được hết nha. L, XL nha. Size L, XL. Đầm này là đầm Hàn Quốc mấy chị ơi. Đầm Hàn Quốc nha. Cái form rất là đẹp luôn á. Form đẹp quá, form rất là mịn. Ai lấy sọc comment giùm em là sọc 95 nha. Size L hoặc là XL gì bằng được hết. Sọc 95.000. Chị Nguyễn ơi cho em lại đầm chị mặc á, đầm chị mặc là 130k nha, 130k. Ai chia sẻ lên 100 view á, đồng giá 101 hết có. Cái đầm chị mặc thì có một cái thôi, còn riêng cái đầm này rất là nhiều màu, tí nữa like tới nha mấy chế. Tí nữa like tới liền để em like mấy cái set sơ một cái đi mấy cái set với hàng ôm á. Mọi người chia sẻ lên cho em lên 100 view cho em bán cho nhanh coi. Rồi nha, ai lấy váy trắng này, váy trắng 85k comment giùm em là trắng 85 nha. Đầm chị mặc có một màu, sen hồng ơi, riêng cái đầm canh mặc rất là nhiều màu nha ha. Chào chị Lụa. 40 đầm chị mặc là 54 55 kg trở xuống bằng được hết, nó là thun nên mọi người đừng có sợ, nó là thun nên nó co giãn ha. Rồi, váy trắng 85k ai lấy thì comment giùm em là trắng 85, cái tay nó rất là đẹp nè. Ha, tay nó giống như cánh tiên vậy. Trắng 85 nha. 45 kg không chặt chặt, Quỳnh Cẩm nè, Quỳnh Cẩm này không. Quỳnh Cẩm ơi. Chị Quỳnh Cẩm em mới xả hàng của chị á chị, em điện thoại chị không nghe là em không có gửi hàng đi nha. Cảm ơn Quỳnh thành công nha. Ai lấy trắng 85 comment giùm em là trắng 85 nha. Phải chị Quỳnh Cẩm đó không ta? Hình như đó. Đó ta đó. Em nhớ rồi ta. Rồi trắng 85 nha, rất là đẹp luôn. Quỳnh Cẩm cái nào? Không biết cái nào nữa đấy nè. Tiếp tục nè. Đẹp thì chia sẻ bài giùm tôi đi bà Niệm, bà Quỳnh thành công á. Cái này là size M nha, size ML, ML mấy chị bạn được hết tại vì nó là đầm suông. Set quần bữa nay chưa có vời nha, bữa nay set váy thôi, quần ít là Phạm Thanh Thảo ơi ha. Rồi, ai lấy cái đầm này comment giùm em là xanh nha, hoa xanh nha, hoa xanh 95k ha. Hoa xanh 95k, ở dưới nó là bèo nuôi cá. Hoa xanh 95k nè. Hoa xanh 95k trội lên 100 view đi cho mấy chứ, mua 85.000 cho nó nhanh. Mình đợi. Chị Huỳnh Cẩm em có xả đơn của chị chú ta? Xả rồi hả? Tại vì em điện thoại không có nghe. Dạ đầm đằng sau mấy chứ ơi, đầm đằng sau 130k. Trong shop đang bán 220.000. Chị Niệm Lam đấy hả? Dạ chị Niệm Lam chốt hoa xanh cho chị Niệm Lam. Đẹp lắm. Cái đầm em đang mặc là dải rất là đẹp. Hàng em đi rồi Xuân Bùi Xuân ơi. Mua nữa đi rồi chị Đơ. À, trời ơi, cái set vàng này rất là đẹp luôn á chị. Giờ nè nó đẹp nè. Ngoài sau đây nó giống như là ren vậy đó. Ở trong nó tất cả đều có lớp lót hết nha mấy chế. Ai lấy set vàng comment giùm em là set vàng nha ha. Set vàng size M thôi. Set vàng này size M thôi ha. Trời ơi nó thêu nè mấy chị. Em cái Chi Nguyễn. Rồi em thấy địa chỉ với số điện thoại của Chi Nguyễn nha. Tiền ship hả ở thành phố Cà Mau. Ở tùy ở xã huyện nha, chắc 35 á, 35k hay là tùy theo tăng nặng của gói đồ nữa chị Chi Nguyễn ơi. Chị Chi Nguyễn mua 2 set á thì nó mình mua thì mình trừ qua trừ lại thì chi phí của nó phí ship của nó rẻ hơn. Rồi chốt cái vàng này cho chị Niệm Lam nha, 95k. Mấy chị chia sẻ lên 100 view đi đặng cho em bán 85.000. Còn rất là nhiều set, một bao set luôn. Chốt cái vàng này cho chị Niệm Lam nè. Đây chị còn cho chị Niệm Lam. Đây 95.000 set. Trời ơi. Đây nha. Cái áo này nó hơi to nha mấy chị. Để em coi size gì nha. Đó, mặc vô thì nó cái này nó nằm trên vai của mình nha. Cái dây nó thả chân gì nè. Chân váy nha, chân váy trắng nha. Cái này là size M hoặc size S thôi. Size M nhưng mà nhỏ xuống size S một xíu ha. Em ta đi vô. Rồi ai lấy chân váy này comment giùm em là chân váy trắng nha. Size M hoặc size S nha. Đây thêu nè ha. Chị Chi Nguyễn lấy cái gì vậy Ngọc? Chi Nguyễn là lấy cái bộ. Bộ 58kg bằng vừa nha chị. Bộ Chi Nguyễn ơi. Bộ 58 đó bằng vừa chị. 58kg đó bằng vừa. Ai lấy chân váy này dây kéo bên hông nha. Cái này là size S hoặc là size M nhỏ chút xíu nha ha. Rồi chân váy xanh. Áo của nó thì vô tư. Mấy chị mua về bận cái áo không cũng được. Rất là đẹp luôn. Chị Mỹ Thu đấy comment sao rồi? Chị Niệm Lam đấy. Chị Niệm Lam đấy rồi rồi. Bé Xuân Mùa Xuân comment sao chị Niệm Lam mà chị Niệm Lam lo hốt cái vàng đó. Cái váy trắng này đẹp quá. Cái dải của nó Ngọc. Cái đó đẹp không? Nhưng mà cái áo to mà mình ăn tani vô đẹp lắm. Nó khùng ra. Gâm yếm hả? Không biết nữa Thảo Phương ơi. Để coi lát có không nha. Trời ơi cái quần, cái quỷ quần da này á. Có cái quần không à? ha. Cái quần da này 58 60 kg thì bạn đẹp hết luôn nha. Ai lấy quần da thì comment giùm em là quần da nha. Quần da bán cho mấy chị 50k luôn. Về rất là bụi nha. Rất là bụi. Quần da này bán 50k cho mấy chế luôn nha ha. 60 kg trở xuống bằng được hết nha, nó là size L, 60 kg trở xuống bằng được hết luôn. Quần da, chất da xịn luôn á. Đúng là quần Quảng Châu, nó bị lẻ một cái nha. Rồi, mấy chế ơi, chia sẻ lên 100 view đi, đặng mua 85.000 cho nó nhanh, tại vì còn rất là nhiều set. Hai chị đồng coi đây. Ok. Còn rất là nhiều set luôn mấy chế ơi. Đúng là Huỳnh Cẩm. Chơi mượn. Nè chị Huỳnh Cẩm phải số điện thoại 67 không? 67 tại vì em điện thoại của chị Huỳnh Cẩm cái đuôi 67 không có nghe nên em không có ship hàng đi được không chị. Chị ship hàng đi rồi shipper điện đâu có nghe được đâu. Đây. Nó là một cái áo đầm váy nha. Xong rồi mình bận cái gì vô nè. Đó. Đó, rất là đẹp luôn trời. Mấy trời nó đẹp mỹ miều. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là ren nha, ren đen nha, ren đen nha, ren đen 95k. Nội mua cái áo này thôi mới chế mấy chị bận thành cái đầm suông thôi là nó cũng đã sành điệu. Cái gì cô? Cái gì cô con? Comment một dòng đi đọc chế luôn. Ai còn đang xem cho xin 1 chấm đi chị Hòa ơi, có đang xem còn đang xem không mọi người? Đang xem cho em xin 1 chấm tương tác đi. Ở ta cái bọc này dùng tao mất tiêu rồi. Đầm của em mặc á, mấy chế chia sẻ lên 100 view đi, em bán 101. Dễ thương lắm, một lát còn rất là nhiều màu và rất là nhiều kiểu luôn. Đầm trắng cánh tiên hồi nãy đúng không? Đầm trắng cánh tiên hồi nãy 85k thanh em. Đầm đen em bán đồng giá 95.000 nha chị Sen Hồng, 95.000. Lên 100 view là tụt xuống còn 85.000 nha. Bây giờ em đang bán 95.000. Ngày 85 phải không? Dạ. Đây là một cái đầm trắng nha. Trời, cái đầm này á, hôm bữa trước bán 160k bị bơm về nè, 160k luôn, bị bơm về luôn. Ai lấy thì 95.000 luôn ha. 95.000 cái đầm trắng này luôn nha. Ren đen nhiêu? Ren đen là nào? 95k, ren đen 95k gì Sen Hồng. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em là trắng von đi, trắng von 2-30 lớp trong đây luôn. Trắng von 2-30 lớp luôn. Ủa Hồng Nga hứa bữa có đi hàng 95k. Hồng Nga hứa. Hồng Nga hứa ơi. Chị bơm hàng của em hả chị? Thanh em hả? Cái của Thanh em 85.000 nha. Hồng Nga hứa em nhớ là bị trả về. Em nhớ rõ ràng luôn á. Hồng Nga hứa là ở ngoài à. Ở ngoài đâu nè? Trời ơi chị Hồng Nga hứa chị bơm hàng em giờ chị vô chị coi like em là sao chị? Mai mốt á Ngọc, mình dán cái danh sách đây nằm ghi những người bơm hàng đọc tên lên là nhớ liền. Trắng bon 95.000 nha. Còn mai mốt đâu. Đầm trắng kìa, chị Mỹ Thu. Rồi chị Mỹ Thu, trời ơi chị Mỹ Thu nó hay cái đầm này đẹp quá. À. Trời ơi lấy con coi lại nữa. Lấy con coi lại nữa hả con? Đây cái này là size L hoặc XL nha, LXL hay là 2XL mặc vừa cái này nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xách quần đi, xách quần đi, xách quần này phom to, xách quần này là phom to tới rất to ha. Mấy chị mà 60-70 kg thì hốt về nha, xách quần nha, phom to tới rất to luôn. Quần này là quần dạng như là quần ống suông á. Đây cáo của nó là áo chắc đuổi nha, áo đuổi nha. Sơ mi đuổi nha. 95.000 95.000 lên 100 view á mới. Chị Niệm Lam nó bị bơm mà vui quá. Tự ăn ủi. Em tự ăn ủi em chứ sao giờ. Ren đen Sen Hồng ơi 95k nha chị, 95k ha. Rồi ai mà chia sẻ lên 100 view á, thì em bán đồng giá 85k ha nha chị Sen Hồng. Đợi xíu Thanh em ơi. Vậy chị quăng cái của Thanh em qua. Em vô lên cái xét em còn nhiều quá trời luôn. Cái gì chị nói gì kìa. Xem hoài mới đi nhưng không đặt. Chị Hồng Nga hứa ơi, em nhớ rõ ràng cái đơn chị đi á. Anh bưu điện anh điện thoại về gửi cục hàng về đi nè. Rồi ai lấy cái hoa này comment giùm em là hoa nó là 2-3 tầng ở dưới luôn, có sợi dây buộc luôn nha. Nó là dạng đầm suông nè, đầm suông nè, nó ở dưới đây nó có đuôi cá nha ha, dưới đây có đuôi cá nè, gài nút rất là đẹp luôn. Tay của nó đây nè, đó tay mọi người thấy dễ thương cực kỳ không? Chị dịch cái đoạn của Hồng Nga hứa giùm em chứ. Rồi ai lấy hoa vàng comment giùm em hoa vàng nha. Hoa vàng này là size L nha, hoa vàng này là size L. Mấy chế nào mà size M mà trọng trọng người bằng cũng được nha, nhưng không đặt lấy gì cho coi gì ta đang mệt. Mấy chị ơi, em chỉ mấy chị nào bơm hàng của em á thì bơm chứ em biết sao giờ. Buồn lắm chứ, tự nhiên mấy chị biết tiền ship quay đi quay về, mấy chị mà ở xa là tiền ship bao nhiêu, 45.000 đi, 25.000 hoặc là 20.000, hàng quay về là phải mất 60.000 của em. Em lợi nhiêu mà, đâu có lời giữ thằng ôn với gì mà mấy chị. Ở đây nè, cái có cái set, set này có nón nha ha, set này là set thể thao nha. Set này là size M nè mấy chị, size M hoặc size S đây, size S cũng được, size M cũng được, nó là cái set thể thao nha. Cái quần nè, cái áo nè, với một cái áo này là cái áo nón đó. Cái nón mấy chị mặc ở ngoài, có cái nón ha. Ai lấy set thể thao này comment giùm em là set thể thao nha. Hoa vàng 53kg vừa nha Thúy Vân ơi. Hoa vàng chốt cho chị, hoa vàng không có size M. Mọi người lưu ý nha, set này là cái này em dơ lên là em đọc sai cái đó, tại vì nó không có size. Sỉ rẻ lấy cái hoa vàng, coi chơi không mua nha. Trời ơi, chị Canu dịch hay quá, nó giờ dịch. Trời ơi, chị Canu lẹ thiệt. Coi chơi thôi hả? Coi chơi mà đặt một cục hàng của em nghe chị Hồng Nga hứa. Chị coi chơi gì chị đừng có coi nữa chị. Còn không thôi á chị chấm chấm cho nó vui thôi chứ chị đừng có đặt áo xanh áo đỏ gì hết luôn nha. Dạ 95.000 chị Thúy Vân ơi, chị sỉ rẻ. Cái đó là size L. Cái hoa vàng là LXL 58kg 50 cỡ khoảng, muốn đẹp á cỡ khoảng 55kg trở xuống hay 55kg bằng trọng trọng là đẹp nha ha, nha chị xì rẻ. Rồi cái set đen, ai lấy set đen? Set đen là size S hoặc size M nha. Set đen này mặc thể thao đẹp lắm á, tại vì mặc cái áo trắng này ở trong xong á chị bằng cái áo kia ngoài đội cái nón đen lên. Cái này nhỏ chứ nó ấy là chị Ngô Trang chị lấy, chị Ngô Trang thích thể thao. Chị Ngô Trang bữa nay muốn xem. Nãy giờ không thấy chị Ngô Trang. Chị Ngô Trang thích mấy cái set này lắm. Chị Trang bữa mua set tiếp mấy cái set hết rồi, giải đẹp, giải lạ. Ai đang xem cho em xin chấm đi, rồi chị luyện cái đầm của Thanh Em cho em mượn đi rồi. Quan nên mấy người xem. Mấy chị xem đẹp mà mấy chị mua đặt như vậy á, em like em mệt dữ lắm, tại vì em nói má ơi. Dạ, dạ đúng rồi đó chị Canu ơi. Rồi nha, cái đầm trắng 85k, riêng cái đầm này 85k nha ha. Rồi nè Thanh Em ơi, con coi nha Thanh Em ha. Mặc dễ thương thôi. Nó là chất thun, thun mềm nha, thun mềm nha. Ủa cái hoa vàng này có ai chốt chưa? Hoa vàng của bạn Sĩ Lẻ. Rồi chốt cho bạn Sĩ Lẻ. Sĩ Lẻ ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha Sĩ Rẻ. Hoa vàng ta ý lộn trời ơi. Cái trắng này là 95k, ý lộn 85k nha Thanh Em. Rồi cái này nhiêu em? 95 à, hoa vàng đó là 95 nha. Nói bạn nó lên số điện thoại đi. Cái đó size M mà nó to 60kg mặt vừa hả? Chào Nhân Nguyễn, dạ chào chị Mỹ Thu. Dạ đúng rồi đó, chị Canu nói đúng đó chị Hoàng Huỳnh. Rồi nha, cái này là size S nha. Cái này là size S nha mấy chế ha. Cái áo thì nó to ha, cái áo thì nó to tại vì nó là von mặt phủ ở ngoài nha. Đây, cái chân váy thì cái chân váy nó nhỏ mình ăn tani nha, nhưng mà cái này là size S nha. Cỡ khoảng 35kg trở xuống bận đẹp nha, 35kg đi ha. Ai lấy cái chân váy 35kg comment 35 nha. Nó là thêu nha, riêng cái chân váy rất là đẹp luôn. Ôi trời. 50kg rộng nha, chị Sĩ Rẻ ơi, 50kg cái đó rộng á chị ơi. Không rộng nhưng mà nếu mà chị thích suông á thì chị lấy, còn không á chị thích ôm là cái đó rộng lắm nha. Cái hoa vàng đó 50kg mặt rộng. Chị lấy thì ấy còn mấy là dạ chị lấy thì lấy, còn không lấy chị xả ra ha. Còn rất là nhiều size 50kg mà. Rồi mọi người sao mà bữa nay lên không được 100 view luôn trời. Kỳ vậy. Lên giùm em 100 view rồi em bán cho nó nhanh thôi. Ít người xem quá à. Cái người xem quâm lời mệt lắm. Đây là một cái áo len nha. Áo len này là chắc co giãn đây. Áo len này có khoảng 48kg trở xuống nha. Đây là một set quần nha ha. Set quần ống rộng, quần ống đứng này. Nó là ống rộng nha, ống rộng chứ không phải là nó là bự nha. Cái này là size này là size M, size M nha mấy chị. Size M quần ống rộng nha. Mà cái này nó lạ lắm luôn, tại vì cái tay của nó là tay le như thế này đây. Có cái nào tương tự không? Nó bóc cái nào like cái đó đi. Dạ em bóc cái nào em like cái đó chị sẽ rẻ thôi. Em bóc ngay cái nào em like cái đó rồi ha. Chị Mai Thiên Linh nói cái gì? Có đầm đen không? Bữa mua cái đầm đen đẹp hết sức hả chị Mai Thiên Linh? Đầm đen hả? Ôi em về. À dạ chị thôi chị lựa mẫu khác đi ha. Em xả cái của chị sẽ rẻ cho ai lấy cái hoa vàng này comment giùm em là hoa vàng nha. Đầm đen hả? Em mới về một lô đầm mà đầm len đen, em bán giá cực kỳ rẻ luôn cho mấy chị luôn ha. Dạ em không biết nhưng mà em gửi hàng đi, hàng bị bơm về á, bưu điện các anh shipper nói là điện thoại cho chị Hồng Nga Hứa. Nhưng mà chị Hồng Nga Hứa nói là cái gì á, anh không hiểu được luôn. Khổ em, khổ tâm em. Thôi kệ đi biết sao giờ mấy chị. Mấy chị bơm thì mấy chị bơm thôi chứ sao giờ ha. Đây là một cái quần ống rộng size. Ôi, cái này là size L hoặc là XL, XL đi mấy chị ơi. XL nha, XL là set quần ống rộng XL nha. Nó là một cái quần đen với một cái áo hồng, nó là size XL luôn nha mấy chị. Buộc nơ nha, cái này là mình buộc cái nơ ở bên cổ nha. Buộc nơ bên cổ bên đây ha. Size này là size XL mấy chị nào to trọng 60-70kg hả, lấy mấy cái này chị Bao Thì xem lại gì chị. Xem lại cái nào ta? Cái này á. Chị Bao Thì xem lại cái này ha. Đây 60kg, em nghĩ cái này á, như chị Mỹ Thu nói á, là cái này 60kg bận được luôn á. Ai thích phom suông hay phom ốm, phom suông gì là 60kg bận được hết nha ha. Cái đầm này là ở dưới 2 lớp, ở trên đây 1 lớp nha mấy chơi. Đây có sự dây một. Con Thanh Em nó cũng đang hỏi không? Ừ. Rồi ha, ai lấy đầm vàng hoa này chốt giùm em là vàng hoa nha. Cái đầm này là phom rộng, phom suông. Ai bận phom body quen thì bận không, cái mấy cái phom suông này bận không có được đâu ha. Thanh Em á. Thanh Em hả? Thanh Em nó nói câu cho thích, con coi. Mấy chị nào mà thích cái phom mà bình thường mấy cái phom suông suông á thì nó bận được. Em còn một bao xét em chưa có xả ra được nữa nè. Dạ em bóc cái nào em like tới cái đó chị Nguyễn Minh, đủ thứ size hết trơn. Rồi cái này là set bộ áo thun nha ha. Set bộ áo thun nha. Đây. Size này là size L, LM gì cũng được, bận rất là đẹp luôn á. À bộ thể thao hả chị? Bo Thùy hả? Đầm lấy đầm vàng hả Bo Thùy? Lấy thì cho comment giùm em là đầm vàng nha. Dạ đúng rồi, cái đầm hoa vàng nó đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp lắm. Nhưng mà chị nào thích phom suông rộng thì bận được nha. Cái bộ này là size L nè, LM nha. LM bận được cái set này nè. Ai lấy set sọc comment giùm set sọc nha. 95k. Chị Niệm Lam. Rồi chốt chị Niệm Lam cái sọc nè. 95k nha Quỳnh Nguyễn ơi. Bo Thì chốt cái hoa vàng thì comment giùm em rõ là hoa vàng 95k nha. Lên 100 view em bán đồng giá 85k hết. 95k nha bạn Tiền Trương. Quỳnh Nguyễn giá như 95k, cái set này đẹp, con cá quá đẹp. Đây ha, tiếp tục một cái set quần nữa nha. Set quần áo trắng nè. Áo con áo Quảng Châu đẹp quá. Cái này chữ này là thêu chứ phải in nha mấy chị, chữ này là chữ thêu luôn á. Quần này là quần dài nha, quần dài, quần này là dạng quần ôm nha. Size M thôi. Hàng chưa đến cái gì trời ơi, khổ quá. Thôi mấy chị ơi, mấy chị mua hàng đi mấy chị ơi. Rồi xong ha. Ai lấy cái set trắng này comment giùm em là set trắng, chữ này là chữ thêu nha mấy chị. Set trắng chữ thêu, set trắng chữ thêu. Cái quần này nó may rất là đẹp luôn á. Nó may có một đường nối bên đây nè. Một đường ráp giống như là một đường ráp tiếp tục nữa nha. Ôi cái đường ráp này nó nhấn gối nữa nè, đẹp quá. Size này là size M thôi nha mấy chị. Một bộ 95k nha Bo Thùy ơi. Ai lấy cái set hoa vàng thì comment giùm hoa vàng đi, tại vì hoa vàng của nó đẹp thiệt. Hoa vàng cái tay nó rất là lịch sự. Rồi, đây là một set jean nha, Ngọc Hân 95k nha Ngọc Hân. Lên 100 view mới có giá 85k được nha mấy chế. Đây là một cái set jean nha, set jean này là size set jean theo nha. Dạ đúng rồi, thôi bỏ đi giùm em. 52kg bận vừa nha. Trắng chữ theo Huỳnh Cẩm. Chị Huỳnh Cẩm ơi, chị Huỳnh Cẩm có phải chị là số điện thoại 0989878617 không? Mới xả một đống đồ của chị ra đây nè chị. Chị Huỳnh Cẩm ơi, chị điện thoại chị không có nghe, bên em không có chốt hàng được chị. Shop ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha. Rồi, em ghim bài luôn. Cho em cái bình luận 95 đồng giá đi chị. 100 view thì 85 ha. Rồi, ai lấy set jean comment giùm em set jean nha. Set jean nha mấy chế. 95k. Set jean là size M thôi. Ghim đi coi. Rồi. Set jean, cái quần jean là theo con bướm nha. Set jean này là size M nha chị Bo Thùy ơi. Set jean này có khoảng 48kg trở xuống bạn đẹp. Tại vì cái eo của nó nhỏ. Eo của nó khoảng 73 khoảng 73 ha. 95k. Cái váy hồng, ủa hồi nãy chị Bo Thùy hỏi cái gì ta? Váy jean size bao nhiêu? Cái áo thun, cái áo mà theo đỏ, theo chữ đỏ đó là áo, cái set đó là size M ha. Rồi đây là một chân váy bố nha. Ở sau của nó có xẻ như thế này đây, bận giống như Hàn Quốc, trong phim Hàn Quốc vậy mấy chị. Trời ơi, bận cái này đúng phim Hàn Quốc luôn. Đây. Cái này là cái áo ba lỗ nữa. Rồi ai lấy set áo sọc này comment giùm em là áo sọc đi nha ha. Áo sọc đây. Bữa nay không lên được 100 view lần. Khúc cuối em nghĩ like đầm len cho mấy chị luôn. Em tính bán đầm len giá rẻ cho mấy chị luôn. Đây. Nó là một chân váy nó mặc như thế này. Ở ngoài sau này nó có xẻ nha mấy chị ha. Rồi ai lấy set chân váy comment giùm em là chân váy đi. Cái áo này mấy chị bận như gì. Xong rồi mấy chị khoác cái ba lỗ này ở ngoài ha. Khoác cái áo này ở ngoài. Bận thêm cái áo này ở ngoài nữa. Trời ơi, tự nhiên nó mờ câm trời. Ừ. À dạ em nói size trung bình đó chị sẽ rẻ ơi. Còn cái nào mà nó size chật đó thì em đọc ký. Đầm hả? Đầm hôm nay em chỉ like đầm công sở thôi. Đầm ren em có về một lô nhưng mà hôm nay em chưa có like được. Hàng nhớ đá mặc đỡ không được luôn. Thích phong cách nào là bạn được. Hàng xẻng, hàng gì đó. Trời đất ơi, quất hết. Em ở gần hàng mà em không biết được hàng. Một ngày mấy chị, em ở gần người Hàn còn nhiều hơn người Việt nữa mấy chị. Hai ông bà đó em ở gần còn nhiều hơn người Việt nữa đó. 5 năm một tiếng bắt đầu em không biết. Em mặc size 30 xách riêng vừa không? Set jean không vừa đâu, size 30 set jean không vừa đâu nha em. Set jean đó là size, cái eo là có khoảng 74, 73kg, ý lộn, 73, dòng eo 73 trở xuống. Đây là một cái áo giặt sao dài nha. Trời ơi, phong cách Hàn Quốc luôn. Quần anh Đâm. Cái quần, trời ơi, cái quần này nó đẹp, Thánh Hằng. Mấy chị nhìn cái quần của nó nè. Em bảo đảm mấy chị cái quần này thôi là đã ăn tiền cái quần rồi. Cái quần là đã ăn tiền rồi nha. Không cần nói tới cái áo này có 95.000. Rồi em lại bị tụt view sau một đợt tranh cãi. Giờ ai lấy set quần thì comment giùm em là áo thun đi. Cái áo này áo thun nha, nó đến nút bên tay. Cái nút này săn lên được nha. Ở trên đây có còm, trên vai này có còm nha. Set quần cho bạn Linh Trúc. Rồi chị Canu lấy set. Hết luôn. Cái quần này đẹp quá nè chị Canu. Rồi hết 95. Bọc của dân dịch cắt xả ra luôn đi ha. Dạ em chốt cho chị Canu rồi chị ơi. Rồi lấy set hồng này, comment giùm em là set hồng nha. Nó là một cái quần Nó là một cái quần size S nha, size S thôi. Cái này là cỡ khoảng 40kg trở xuống ha. Chị Niêm Lam ơi sao rồi, chị Niêm Lam ơi chị Canu chút trước rồi. Rồi ai lấy set quần này comment giùm em là set hồng đi. Set hồng nó là quần caro nè. Đó. Size này là size S nha. Size này là size S nha mọi người. Chị Thon ơi, Thon hỏi gì? Chị Thon vừa không á, chị Thon nhiêu ký? Quần 89.000. Trời ơi. Không lên nổi view tức. Mưa nữa rồi nó lớn. Mưa lớn nữa rồi không nghe được gì luôn. Ơi cái bọc của chân vịt đây nè, size nhỏ nè. Đây là một cái áo ống. Đây, một cái đầm rất là đẹp nha mấy chị, không đẹp không ăn tiền cái đầm này luôn ha. Đó. Cái áo ống để em đắp lên. Đằng đắp ư. Đó. Đó, không đẹp không ăn tiền luôn. Ai lấy đầm trắng comment cho em là đầm trắng nha mấy chị. Trời đất ơi, đầm trắng nha. Đầm trắng, đầm trắng. Đầm trắng này là size, trời ơi nó không có giãn mấy chị ơi, đầm trắng này 55kg trở xuống bằng đẹp hết nha. Cảm ơn nha Bo Thị. Dạ. Ai lấy đầm trắng này comment giùm em là đầm trắng nha. Đầm trắng này 56kg trở xuống bằng đẹp cực kỳ. Dạ đúng rồi mấy chị, canh em nói đi chứ để mấy chị hỏi vừa không là. Váy em đang mặc 55kg vừa nha chị, 55kg cao 1m6 là bao đẹp. 55kg 1m6 bao đẹp. Rồi Bo Thị đầm trắng. Bo Thị có thông tin chưa gì chị? Chưa. Bo Thị cho em thông tin đi chị Bo Thị ơi ha. 168.000 không em. Tại vì chị Cano mưa quá em muốn vô cái gì cho chị. 95k đúng rồi, 95k. Chị Cano hỏi em gì đó chị? Nó mưa quá không nghe được. Hay là chị không nghe được. Cái này là đây, cái này là sau lưng nha mấy chị. Đây, cái này là ngoài trước nha, 95k nha. Đó, đây là một set, set bộ nha, set bộ. Cái này mặc vô thì nó gì nè ha. Cái chất này là chất giải, này là giải KT nha, giải KT nó nhăn nha. Chị Cano hỏi kìa. 1m68. Tầm trắng. À 1m68 ngắn không? 1m68 không có ngắn chị ơi. Không có ngắn. Rồi cho em số điện thoại. Rồi thấy thông tin của Bo Thùy nha. Ai lấy set bộ này comment giùm em là bộ xanh 85k. Bộ này 85 thôi nha mấy chị. Bộ này 85. Bộ này size gì ta? Bộ này là có khoảng 55kg đi, 55kg trở xuống bằng đẹp nha. Đầm trắng có người chốt rồi Quỳnh Như ơi. Đầm trắng rồi nha, bộ 85k rồi. Lấy giùm em là bộ 85 nha. Cái này của Bo Thị không đầm em? Trắng hết rồi em. Xét bộ, em có riêng giá mấy trễ ơi. Bộ 85, bộ này 85 ngàn. Lại luôn. Mưa rồi. Trời ơi đừng có mưa, tôi like xong mấy cái bộ này đi trời. Thôi mấy chế mua. Lấy đồ, lấy bộ đồ bộ. Thì Vân nãy giờ có đơn như chị. Chưa. Thùy Vân, Thùy Vân bộ này 85k nè. Rồi nè, bắt đầu em bán mấy cái đầm của em đi. Em ngưng xét lại chút xíu nha ha. Ai thích đầm công sở của em thì lấy nha. Đây. Hỏi, có Xuân hỏi. Đồ bộ 85 cho Xuân mùa xuân. Xuân mùa xuân lấy đồ bộ hả cưng? Lấy thì chốt cho Xuân mùa xuân nha. Rồi, đầm của em. À thấy số điện thoại của Thùy Vân kìa, Thùy Vân chốt trước rồi kìa. Chị ghi số 2 là Xuân mùa xuân giùm em ha. Rồi từ từ đây. Đầm em đang mặc là 130k nha. Bây giờ không có lên nổi 100 view rồi. Hôm nay mưa ồn quá em ra nhanh luôn ha. Ai lấy thì chốt giùm em. Đầm em đang mặc 130k luôn nha. 130k thôi. Đợi em chút xíu đi chị. 130k rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Em có màu à. Đầm chị mặc không có màu. Nhưng mà đầm em mặc là có màu nha. Màu này là màu đỏ tươi nè. Màu này là màu đỏ đô nè. màu này là màu cam nha mấy chị, màu này là màu cam. Màu này là màu hồng nè, đậm của canh mặt nha, màu hồng nè. Màu vàng nè, đó. À, nhiều lắm con Thùy ơi, từ từ chị cho xem nha. Cái này là đầm xanh nè, rồi màu xanh để đẹp. Rồi với màu đen nè. Đó. Em có mấy màu đó nha mấy chế. Đầm này vô tư 55 kg trở xuống, 55 kg trở xuống bằng đẹp hết nha mấy chế. 130k, chất này là chất khung cắt hàng không cô tông. Váy sơ mi không có Quỳnh Như ơi. Váy sơ mi không có. Đây, cái này là cái chum để em sổ cái chum này cho mấy chị xem nha ha. 130k nha. Bữa nay lên không nổi view rồi, em tưởng đâu lên nổi view thì em bán luôn. Lên nổi view thì em bán giá luôn. Đây là một cái zoom á. Nó là một cái zoom có cái dây buộc eo như thế này nè. Hình giống như người mẫu mặt nè mấy chị. Giải đẹp lắm. Giải này cực kỳ đẹp luôn á. Giải này đẹp cực kỳ luôn. Trời, đẹp lắm á Ngọc. Nói như cái gì á. Ai chưa có thông tin cho. Ai chưa có thông tin cho em thông tin liền đi nha mấy chế. Để tội nghiệp em lại. 58 kg bạn ôm nha. 58 kg bạn ôm nha mấy chế. 58 kg mà cao cao 1m62, 1m63, 65 gì đó mà là bạn đẹp ha. Ai lấy chum thì em dùm em là chum đi. Cái này là cái chum, đừng có bộ chum một à. Chum lửng hả? Bộ chum này đẹp, chum đùi. Chum đùi đẹp. Chum nó đẹp mà. Em định bán là 110, đồng giá cho mấy chị luôn. Mà giờ lên view không nổi luôn. Chị bạn được không? Chum đùi này chị bạn được nè. Rộng á, chị bạn cái như nó rộng. Có lòng lớn rồi cũng rộng. Cái chum đùi này đẹp quá, mấy chị không có thấy được cái đẹp của nó. Chị Canu lấy chum đùi kìa. Chum đùi chị Canu ơi có hai màu, chị lấy màu gì chị? Cái này là màu xám nè. Cái này là màu xanh nè. Cao 1m. Bạn vừa chum em sợ chật. Cao mấy à, em chum em có hai màu thôi nha ha, màu hai là màu xám á. Hỏi chị Canu có màu đẹp ok. Màu xám nha chị. Chốt cho chị Canu màu xám thì em thấy màu xám đẹp hơn màu xanh. Là 130. 130 nha, không có lên nổi được. Em bán 110 mà không có lên view nổi nữa sao bán. À đúng rồi, quần jean. Mấy chị chia sẻ đi bán quần jean cho nó xong luôn nha. L73 vừa y chang luôn. L73 đẹp mà. L73 cao mà đó. Eo bằng mình nhục mặt chưa, mình nhục trước. L73 vừa nha chị, tại em là L73 nha. 130k nha chị. Hai cái luôn đó. Không. L73 vừa không lấy hai cái. Vừa chưa, L73 vừa. Có hai cái, chị Canu hốt hết luôn đi. Rồi. Chị Canu cao 1m68 đúng không? Dạ, cho xem váy phía sau màu đỏ cho xem liền đây. Có ai lấy quần jean không? Quần jean này bán giá nhiêu cho mấy chị sóc hàng đây. Quần jean bán 120.000. 130. Vừa chị ơi, eo 73 bạn đẹp lắm, eo của em là 73 nè. Em lùng mà eo 73 nè. Đây, quần jean bán 120.000 luôn. Có ai có nhu cầu xem quần jean thì xem nha ha. Còn không em không like quần jean đâu. Nó lớn gì đâu. Chị hỏi mưa sợ ồn em nói luôn. Mưa ồn không mấy chị? Đây cái váy đỏ phía sau nè, đó. Đây là cái váy đỏ phía sau nha em, nó cực kỳ đẹp luôn á. Đây. Từ từ, đây, thấy chưa, đầm 130k nha ha. Không lên nổi view rồi. Size 30 có một cái nha cô Thúy. Rồi, ai đầm đỏ đây, bạn nào muốn xem đầm đỏ thì xem nha ha, nó là đầm đỏ nè. Cô Thúy có, bây giờ nó có quá đẹp. có lên nổi, không lên nổi view tức quá. Tao bán nữa đây. Chia sẻ lại cho em đi, chia sẻ lại cho em đi, lên view em mới bán xét được mấy chị ơi. Cảm ơn cho em đi. Bán xét cực quá à. Không có lên view em bán không có nổi. Một riêng 120k. Có mấy cái thôi, về lẻ có mấy cái thôi. Tại em không có lấy riêng chiên. Ai chốt hết 4 cái quần riêng là lấy nhanh luôn nha. Rồi 120k đầm chị mặc còn rất là nhiều, chưa có bán được cái nào luôn. Đây, nó là quần riêng Hàn Quốc nha. Cái em đang cầm là cái size S nha. Tất cả nó là trơn thôi, nó dễ mặc lắm. Nó là trơn nên nó dễ mặc lắm. Em có size S nè, size S là size 28 á, 30 này. Chào Kim Loan nha ha. Rồi ai lấy cái quần riêng 120k thôi, nhanh cho mấy chị luôn. Chỗ khác chắc đang bán cái quần xuất khẩu này 180 á, em bán 120 nhanh luôn nha ha. Dạ làm em mặc còn nha chị Hương Trần, 130k nha chị. Đây quần riêng nha, em toàn là trơn thôi à. Em có size 28 29, 30, 31 nha. Ai có 4 cái thôi, ai lấy thì lấy lẹ giùm em. Trơn, tất cả đều là trơn luôn. Nó là quần Hàn Quốc nha mấy chị, quần Hàn Quốc nha ha. Nhỏ quá không? Chị cái nhỏ quá. Nhỏ. Nguyên Hồng chị lấy cái váy này em đang mặc còn không? Mà em đang mặc còn một cái duy nhất luôn nha chị Nguyên Hoàng. Chị lấy thì cho em lại số điện thoại với địa chỉ nha ha. Quần này là quần có co giãn nha mấy chế, size 30 của nó nhưng thực chất là nó nhỏ nha ha. Nó bị nhỏ size nha, nó làm bị nhỏ size nha ha. Đây, đây là cái 30, đây là cái size 31 á, nhưng mà cái size này á, là có khoảng 28, 29 mặc đẹp nha. Rồi chị Niệm Lam lấy cái này đi chị Niệm Lam, có co giãn nha. Nè cái 29 nè. Em nói có co giãn, 29 mà lấy cái 30 chị sợ. Có co giãn nha. Việt Nam. Rồi nha, bắt đầu chốt nha ha. Chị Niệm Lam lấy một cái 29 nè, Thùy Linh lên cái lấy cái quần 28 là size S nè. Chị nhớ như có đơn mà có đơn lần không? Nè, Thùy Linh lên nè. Chị lên có đơn mới đơn lần không? Dạ, chị Nguyên Hoàng ơi cho em lại số điện thoại với địa chỉ em lấy đầm của em 130k nha chị ha. Lấy em size 31. Nhà Nguyễn Hương Trần chị lấy là gì? Có coi giảng nha chị. Đây là của Thùy Linh Lê ha. Thùy Linh Lê em còn có một cái size S1 mà chị ơi. À cái size 29 bật được nè. Chị Niệm Ram hỏi nhiều không em? Đâu 29 nhiêu ký em hả? Ừ. Từ từ nha mấy chế, từ từ. Nó bị trồi chút xíu ha. Chị Niệm Ram ơi, nếu mà em mặc là em mặc cái này vừa nè, chị bằng ký với em thì em bận được nha ha. Tại vì nó có co giãn 120k thôi, nó co giãn dữ lắm nè mấy chị ha. Quần nè, cái ống này nó cực kỳ co giãn luôn á, trơn nên nó dễ mặc lắm. Đúng rồi, size 31 nhưng mà nó nhỏ một xíu nha, nó cỡ size 20 chưa, nó cỡ size 30 hoặc 29 rưỡi nha. Tại vì nó là quần sức nên nó có nửa. Hồi nãy thì Linh Lê lấy 2 cái phải không? Chị Niệm Lam ơi, chị Niệm Lam lấy cái gì chị Niệm Lam? Chị Niệm Lam lấy cái chị Ngọc ơi, chị bận quần size mấy chị Ngọc? 30. Nè chị nhìn cái này nè, cái này vừa không? Chị Niệm Lam 29 á. Cái đó chị bận không vừa, sao chị lấy nhỏ vậy cái. Chị là chị Niệm Lam lấy cái này à. Rồi nha, em chốt 2 cái cho hồi nãy ai hay lấy 2 cái nè. Rồi Thị Linh Lê lấy 2 cái nha, chốt 2 cái cho Thị Linh Lê nha. Em lấy cho chị Niệm Lam 1 cái rồi ok nè. Cái này là chị hơi chật á. 1m rưỡi 50kg vừa không? 1m rưỡi 50kg không vừa đâu chị Niệm Lam ơi. Chị Ngọc chặt hơi hả? Chặt á, chị thấy chặt cổ, đo vô cổ thì chặt. Vậy là chị lấy size 31 vừa nè. Rồi nha, em chốt cho chị Niệm Lam cái size này nè. Chị đo giùm em á, chị Niệm Lam bằng ký với chị luôn á. Chặt á. Chị thấy nhìn nó chặt rồi. Không vừa hả? Thì Linh Lê chốt 2 cái đó đi. Cái một cái 120 à mấy chế ơi. Rồi em thấy số điện thoại của chị Hương Trần nè. Chị Hương Trần lấy cái đầm em mặc. Ủa đầm em mặc hồi nãy chốt cho chị Quanh, chị Nguyên Hoàng rồi. Chị Nguyên Hoàng chỉ cho số điện thoại rồi. Nhân Nguyễn hả? Thấy Nhân Nguyễn nha. Chị Niệm Lam lấy cái này 1,5 mét, 1,50 mét. Chị Niệm Lam một cái là chị với chị Hòa Hình một cái là hết luôn rồi đó. Wow. Hòa Hình nè, cái này của chị Hòa Hình nè. Em canh size cho mấy chứ ơi. Với chị Niệm Lam. Chị sợ bao bạn kiếm giờ cái eo quá có. Cái bên đây nè. Chứ phải em đưa với chị Niệm Lam cái bự nhất đi. À, rồi nè, cái bọc này cái đó của chị Hòa Hình, cái này của chị Niệm Lam. Rồi ok nha. Thấy nha Nhân Nguyễn. Rồi em thấy số điện thoại của Thùy Linh Lê. Thùy Linh Lê cho lại số điện thoại, hình như nó bị sai rồi đó. Cho lại số điện thoại nha Thùy Linh Lê. Quần có 120.000 à mấy chị ơi, quần sản xuất đẹp lắm. Còn cái đầm của em chốt cho chị nào? Hương Trần. Chị Hương Trần chị không có số. Rồi nè, có số điện thoại chị Hương Trần cho em lại địa chỉ nha. Chị ghi vô cái bọc giùm em là đầm tăng mặt đi ha. Hương Trần ơi cho em lại địa chỉ đi chị. Em ghi vô hả? Chưa, em chưa có ghi được. Chị mới thấy số điện thoại của chị Hương Trần à. À, Thùy Linh Lê chốt chung với Xuân Mùa Xuân hả? Vậy hả chị Canu? Hết rồi Thảo Nguyên ơi, có 4 cái quần hết rồi. Chị ơi, Thùy Linh Lê chốt chung với bé Xuân á. À, chị Nguyên Hoàng lấy cái nào ta? Hết rồi Nhân Nguyễn ơi, Nhân Nguyễn chốt sao rồi. Cái váy, cái đầm của em đang mặc là chốt cho chị Hương Trần nè ha. Chị Hương Trần cho em số, cho em địa chỉ liền nha. Chị mua 160 hả? Rồi thấy địa chỉ của Hương Trần nha. Rồi bắt đầu. Nói Thủy Linh Lê cho số chưa? Thấy số không? Thủy Linh Lê chốt chung với bé Xuân Mùa Xuân á. Rồi nha, em bán đầm của em đang mặc nha, ai chốt thì em đọc mã nha ha. 130.000 thôi mấy chế, chia sẻ lên view đi, em bán 101. Thôi bây giờ không có cần lên nhiều đâu, lên 50 view thôi em bán 101 luôn cho nhanh ha. Lên 50 view em bán 101 luôn nha. Nguyên Hoàng mua cái gì vậy chị Ngọc? Nguyên Hoàng hồi nãy như cũng hỏi cái đầm của em á. Chị Nguyên Hoàng ơi, chị Nguyên Hoàng mua cái gì chị Nguyên Hoàng? Rồi nha, lên 50... Cái máy phía sau còn màu gì nữa? Chị Nguyên Hoàng đó hả? Cái máy phía sau còn màu gì cho chị xem, chị lấy cái nữa. Mà nãy giờ chị chưa có thấy chị Nguyên Hoàng. Chị Nguyên Hoàng ơi, cái em đang mặc là chốt cho cái chị hỏi trước á. Chị hỏi trước là chị ơi chị Hương á. Rồi nha, em chốt mấy cái máy sau cho em máy chế nha. Lên 150 view thôi em bán 101 luôn, chia sẻ cho nó nhanh nha ha. Rồi, ủa chị nói cái đang mặc chốt chị mà. Ai lấy cái váy canh mặc thì riêng giùm em là váy canh nè, màu này là màu đỏ nè, ha, váy canh nha. Đầm rang có rất là nhiều nha chị Canu, nhưng mà em chưa có lên được. Chị Nguyên Hoàng ơi, chốt giùm em hai cái nào ghi rõ giùm em ha. Chị nói cái này chị chốt trước, cái em bận với cái khu canh là chị chốt trước rồi. Vậy hả? Rồi nãy lúc bán ba cái riêng thì đâu có thấy không? Em không có thấy bình luận chốt trước á chị Canu ơi, ý lộn. Chị Nguyên Hoàng ơi. Đầm này là 55kg trở xuống, còn bao đẹp 55kg ha. Rồi ai lấy cái này chốt giùm em là canh mặt đi ha, canh mặt đi, màu này là màu đỏ nha, canh mặt đỏ nha. Lên 50 view thôi, lên 50 view thôi bán 101 luôn cho nó nhanh. Rồi hẹn nha. Váy canh Nguyên Hoàng rồi em chốt cho chị Nguyên Hoàng ha, chị Nguyên Hoàng váy canh nè, váy canh đỏ cho chị Nguyên Hoàng nè. Em nói, em bao với mấy chị là vải này cực kỳ đẹp luôn. Chị Nguyên Hoàng cho em số điện thoại đi chị Nguyên Hoàng ơi. Có điện thoại. Rồi. Hiện bây giờ nó mới có 48 view thôi nha, là em bán cái này 130k nha. Rồi nó mà lên 50 view á, lên 50 view là em bán 101 đồng giá nha. Chốt cho chị Nguyên Hoàng một cái váy canh màu đỏ nè. Chưa có lên xét chị Hương cần thôi. Rồi nha, váy canh màu đen nè, hình lên rõ dùm em váy canh màu đen nè. Cách giải em bao cho mấy chị đẹp luôn rồi, lên 51 view. Tột luôn. Váy canh đen nè. Trời ơi, cái váy màu xanh này rất là lạ luôn nha. Vải bao đẹp cho mấy chị luôn. Xanh nha. Rất là đẹp luôn ha, váy canh màu xanh nè. Ai lấy màu gì comment cho em là xanh nha, màu này là màu xanh nha. Chị Nguyên Hoàng ơi, cái em đang mặc hồi nãy á là chốt cho chị á. Ngọc ơi, cái bọc đó là chốt cho ai vậy chị? Hương Trần đúng không? Em chốt cho chị Hương Trần rồi chị, tại vì em thấy comment của chị Hương Trần rồi, chị Hương Trần hồi nãy hỏi trước á chị ơi. Cái váy canh mặc lấy màu đen rồi, ok chốt cho chị cái váy canh mặc lấy màu đen. Thì bây giờ 40 view thì là em tính 130k nha. 130k chị không cần nè. Nói tóm lại em chốt thấy em đang mặc không là không. Để chị có em nói với chị là cái em mặc là của chị kia, còn cái năm á, cái năm mình có thể chị lựa cái khác đi. Chị Nguyễn Hoàng lựa cái khác đi, em còn rất là nhiều mẫu chị ơi, tại vì nãy em thấy chị Phương Trần là cái người hỏi trước á. Rồi nha, váy canh mặt nè, màu đen nè ha, màu này là màu xanh nè. Ủa cái này là của ai nữa đó? Chị Hương Trần thêm cái màu đen nữa hả? Đúng rồi. Rồi cái này là màu vàng nha mấy chị, màu vàng đậm nha, màu vàng đậm nha. Màu vàng đậm nha ha. Ai lấy? Rồi, thằng đây tiếp cho em là màu vàng đậm nè. Mấy cái này đẹp cái màu luôn, giải đẹp lắm. Chị Bo Thùy nãy có một cái em mua thêm cái nữa để chốt. Chị Bo Thùy có một cái thì mua giùm em cái nữa đi, đặt cho nó dễ đi. Trời màu hồng này đẹp quá. Màu hồng nha mấy chị. Trời ơi màu hồng thì cười lại mặt mẹ rồi. Còn màu hồng nó giống của chị á. Giống luôn hả? Có hả? Trời ơi màu hồng thì rất là đẹp luôn á. Đây nè, thấy chưa? Chị Nguyên Hoàng lựa cho em mấy khác đi. Rồi ha, váy giống canh đang mặc là em hết màu nha. Trời ơi lên 51. Lên 51 view rồi mấy chá ơi. Mua ly 101. Váy này là váy gì trời. Hàng này là hàng xuất nha mấy chị, nhưng mà lý do là nó mai bị dư á, nó mai bị dư nên mới có bán ra giá như thế này nha ha. Hàng này là hàng xuất nha mấy chị. Nhưng mà nó mai là do số lượng bị dư nha, nên bán ra mới có giá này 130k nha chị Trang Mỹ. Lên 50 view em bán đồng giá 101 ha. Vậy chị bỏ cái ghi giá, bấm dùm em cái bình luận cho em ghi giá mới đi. Chị ghi dùm em là 130 ha. Em còn rất là nhiều đầm cái kiểu này mấy chị ơi. Cái gì vậy em hiểu không? Nó lên không nổi view. Đấy, dạ, rồi. Nó lên không có nổi view. Trời mưa rồi, ồn quá mấy chị. Ráng nghe chút xíu nha ha. Đây, đây là cái hình của người mẫu mặt nè. Đây ha. Ở dưới của nó có cái đuôi cá nha các chị, đầm này đầm dài nha, ở dưới có cái đuôi cá nè ha. Tất cả đây là phông xè hết, phông chữ A, phông suông xè hết. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em. Ôi trời cái cổ nó đẹp lắm mấy chị, cái cổ của nó đẹp lắm, nó có cái miếng bo này lên cái cổ nó nè ha. Rồi ai lấy cái này đầm này comment giùm em là trâu đi, nó có hột trâu nha, hột trâu nha, hột trâu nha. Lên 55 view rồi mấy chế ơi, mua đầm đi 101 ha. Nói số ký đi. Nói số ký hả? Cái đầm này là to mà. Cái đầm này là cỡ khoảng 58 kg bằng được luôn á mấy chế. Em coi em có màu gì nha. Em có màu tím nè. Màu này là màu xám nè ha. Rồi màu này là màu hồng nha. Màu tím, màu xám, màu hồng nha. L80 vừa không? L80 vừa. Cây thuốc đâu rồi? Trời ơi đầm suông mà. Rồi chị, L80 vừa nha Trang Mỹ Chi. Nó là đằng suông nha mấy chế. Đây nè, em đứng cho mấy chị xem form nha. Đó. Nó là tới gói của em nha ha. L80 vừa nha chị. Đẹp quá à. Bao nhiêu view rồi? Hiện bây giờ ban đăng bao nhiêu view? Được 50 view hả? 50 view là 101 nha. 50 view là 101. Chị nghĩ là mua. Sao chị? 50 view là 101. Lên 50 view đi em ra bán đồng giá 101 nha. Chị nghĩ là mua nó ồn. Sao chị Ngọc? Mua nó bị ồn. Có ồn không mấy chị? Tại vì trời mưa lớn quá à. Vải cắt hàng nha Thùy Trang. Chào chị Trần Hằng. Vải khung cắt hàng, khung câu công nha. Vải rất là đẹp. Trời ơi mấy cái này L80 mấy chị khỏi lo luôn. Đây ha. Rồi tốt. Chốt màu tím ha. Trang Mỹ Chi là rồi Trang Mỹ Chi ơi cho em liền số điện thoại với địa chỉ nha. 101 101 đồng giá nha mấy chị. Đây. Cái này có duy nhất một cái, ai lấy thì comment cho em là cam nơ nha ha. Cam nơ. Trời mua á chị Niệm Lam ơi nên nó ồn á nha. Rồi nha, cam nơ nha, cam nơ. Đây, có túi nha mấy chị. L80 đừng lo tại vì nó là form chữ A, form suông chữ A đừng lo là nó rộng nha, nó là form suông. Trời mưa mọi người thông cảm. Trời mưa mọi người thông cảm. Bo Thùy hồng 101. Màu này là màu hồng hả ta? Đây hồng 101 nè. Nó là hồng nha ha. Em lấy màu. Đúng rồi Mỹ Chi lấy màu tím nè. Nguyên Hoàng. Chị Nguyên Hoàng lấy mẫu gì chị Nguyên Hoàng ơi? Bo Thùy lấy màu hồng phải không? Bo Thùy lấy màu hồng đúng không em? Màu hồng thì ok nha. Cam nơ chốt cho Phương Yến nè. Phương Yến có một cái chốt cam nơ cho Phương Yến luôn 130k nha. Hiện bây giờ nó lên view thì em chốt theo cái view nha ha. Ôi thầy ơi hồng nó 130 chứ 101 em ơi. Tại vì chị đang chốt theo view á. Phương Yến công ty nè. Ôi thầy là 130 đúng không? Ôi thầy là 130 nha. Phương Yến nè 130 nè. Cam nơ đẹp quá. Cam nơ có một cái duy nhất. Nè chị Phương Yến của công ty. Em có ghi chữ công ty. 47kg mặt bao vừa em 47kg canh theo em nha mấy chị. Nè. Trang Mỹ Chi ơi cho em liền thông tin số điện thoại nha. Trời ơi cái chảy vai này rất là đẹp nè. Rồi em thấy số điện thoại của Trang Mỹ Chi ở Phú Tân An Giang. Lên 51 kia. Chính thủ chốt lẹ đi lên 51. Ai lấy bạc vai comment vô em bạc vai nha. Em có màu rồi bạc vai có 4 màu nha. Lên view rồi tranh thủ đi ha. Bạc vai cái này là màu cam nè. Trời ơi màu này là màu hồng cánh sen rất là đẹp luôn. Màu này là màu tím. Dạ màu này là màu vàng nha. Bạc vai nha. Bán thì vui quá. Tất cả của nó là form chữ A, form suông nên mọi người đừng có lo eo to ha. Cái này là em nghĩ 58, 60kg trở xuống là bận được hết luôn nha mấy chế ha. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Chị Hoàng Hương Huê ơi em bán bình thường là 130k đó chị. Em bán bình thường là 130k đó. Nhưng mà tại vì á mấy chế chia sẻ nhiều đi em bán cho nó nhanh ha. Em mới giảm giá chứ không em không có giảm đâu. Trời ơi chị Niệm Lam đẹp vai hồng cánh sen rồi. Chị Niệm Lam 101 ghi giá giùm em liền. Em đang thấy view trong YouTube. Chị Niệm Lam 101. Trời ơi cái bẹt vai này. Cái bẹt vai này màu tím cũng rất là đẹp luôn. Đưa cái màu vàng cho mấy chị xem luôn nè. Phương Lan. Phương Lan bẹt vai cam. Chị ủa Phương Lan hả? Tưởng chị Niệm Lam. Chị Niệm Lam cái đó đó chị. Phương Lan ở đâu? Phải với Trang Mỹ Chi. Phương Lan là bạn của tôi đúng không? Đúng không bà Phương Lan ơi? Phương Lan là bạn của tôi đúng không? Cô Thùy không lấy nữa. Cô Thùy không lấy, thả của cô Thùy ra đi. Rồi nha, màu vàng, trời ơi mấy chị thấy màu vàng nó cực kỳ đẹp không? Rồi Phương Lan ok nha. Chị ghi giá của Phương Lan 110 giùm em ơi. Hello Dân Dịch nha cưng. Đây màu vàng. Trời sao mình nó mờ dữ vậy ta. Đây màu vàng đẹp qua vàng nha. Đẹp qua vàng rất là đẹp luôn ha. Rồi tranh thủ cái lúc mà lên. Giờ mới vô hả Dân Dịch? Mới xả đồ của em. Tranh thủ cái lúc nào mà nó đang trên 50 view thì chốt, ngay dưới 50 view thì khỏi chốt. Bạc vai vàng nha, bạc vai vàng nha mấy chế. Ủa cái cầm nào nãy chị cầm của ai? Rồi chị Canu đây, chốt cái bạc vai vàng cho chị Canu 110 nè. Hồi nãy là sang Mỹ gì đó. Sao chị? Sang Mỹ chi á, chị dục với cô, chị để đâu rồi? Tôi có không tin lắm. À, hết vàng rồi chị Niệm Lam ơi, chị Canu lấy vàng rồi. Chị Canu comment trước rồi. Đúng rồi, trên 50 view là 110 nha chị Sĩ Rẻ. Đây là một cái châu hồng nha. Một cái châu hồng nha, một cái châu hồng, đính châu hồng, nó là phơm. Nó có cái này nè, phơm chữ A nên em bao giải cho mấy chị luôn 110 mà nó rẻ, nó đẹp dữ lắm. Nó có co giãn hơi nhẹ nhẹ nha. À, cho em chi có không tin rồi. Em chi có không tin rồi hả? Ở Tân Châu An Giang cái gì? À Tân Châu An Giang. Rồi nha, chốt cho cô Thùy cái này nha, 110 nè. Ngủ quá à. Sửa đây. Rồi cô Thùy 110 chốt nha cô Thùy, ok. Đây một cái bạc dai, màu này là màu cánh sen, màu này là màu hồng tím nha, màu tím nha mấy chế, nó là màu tím nha. Đừng đây đó, em cao 1m6 nha mấy chế, canh size em cao 1m6 nha. 110k đồng giá 110, 57 view thì đồng giá 110 luôn ha. Đây bạc vai em nói nó may rất là chắc chắn luôn, phơm chữ A nên mặt là đừng có lo là 58kg trở xuống nha Diễm Nguyễn ơi. Cái nào mà phơm chữ A thì nó rộng, đừng có lo ha. Em lấy châu hồng 110. Châu hồng rồi, châu hồng 110 chốt cho Bo Thùy rồi nha Bo Thùy nha. Rồi tiếp tục, trời cái này nó đẹp quá vậy. Trả lời Thạch Yến Nhi em lấy sen. Rồi Thạch Yến Nhi lấy sen nè. Thạch Yến Nhi này quen. Thạch Yến Nhi ơi, cho chị số điện thoại với địa chỉ liền nha em. Thạch Yến Nhi đang là 110. Ngày mai mà nãy quên đi cái đăng cùng. Sao chị? Đi đó. Nằm lên dịch xuống, không biết giá luôn. Nè, có giá. Hỏi Thạch Yến Nhi đâu nha. Thạch Yến Nhi cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Tiếp tục một cái này. Trời ơi, nó đẹp dữ thần vậy, có túi nữa nha mấy chị. Ê trời không có túi, kiểu thôi nha. Kiểu thôi nha, về mai lại đừng có sọt vô nó lọc tiền đi luôn. Bên đó nó may sót, bên đây nó có may chặt lại rồi. Ánh thằng nó hư, nó lại luôn. Cái này không có túi nha, cái này là kiểu thôi chứ không có túi nha. Nó là hồng nha, ai lấy hồng nơ comment giùm em là hồng nơ đi nha ha. Nó mà tục phiêu lại bán 130 chứ không cảm nha ha, tại em quy định nó vậy rồi. Phơm chữ A nên đừng phải chọn phơm chữ A ha. Rồi hồng nha, hồng này là hồng nơ đây, tại nó có cái nơ ở bên ngực. Đây là hình của mẫu mặt nè, đây là hình của mẫu mặt nè. Em có màu hồng nè, màu hồng với màu đỏ nha. Nó đẹp dữ gì trời, cái lô này đẹp quá. Đây là màu đỏ nha mấy chị, cái lô này rất là đẹp luôn, thời với mấy chị luôn đó. Nó là phơm chữ A nha, cái này có bẹt vai hơi một tí gì nè ha. Trời ơi đẹp. Giải này mà nhận hàng xấu là trả lại cho em lụm lại liền để em bán shop. Ai bán shop đi, bán shop mấy cái này 220, 180, 220 được hết luôn nha mấy chị. Thạch Yến Nhi đâu? Thạch Yến Nhi chưa có thông tin hả chứ? Mới có số điện thoại à. Cho em địa chỉ đi, còn không là tí em xả hàng liền nha. Em xả hàng liền. Bây giờ đồng giá chị cho em cái game đồng giá 110. Cái này mê đẹp muốn chết luôn á, chị không có thấy nó đẹp trên trời, uổng á. Đẹp quá. Tiếp tục nè mấy chị, thấy cái đầm của người mẫu mặc không? 101 nha. Kim Loan cho em cái màu đỏ. Kim Loan ơi cho liền số điện thoại với địa chỉ đi em. Có thông tin cho chị. 101 nha Kỳ Duyên. Kim Loan ơi cho em liền chị Liêm Lam thấy rõ. Em chưa thấy thông tin của chị của Kim Loan. Đi số 2 là chị Liêm Lam đi. Không thấy thì mình chốt cho chị Liêm Lam. Cái đỏ này đẹp quá. Thấy địa chỉ nha, thấy địa chỉ của Thạch Yến Nhi. Rồi. Cái này của chị nào? Kim Lam hả? Mình không thấy số điện thoại của chị Kim Loan thì chốt cho chị Kim Lam. Mấy chế thông cảm nha nó mà. Đây. Trời ơi. Đây là cái dây buộc như gì nè mấy chị. Buộc thành cái nơ giùm em nha. Nó buộc thành cái nơ dùm em nha, em gấp của em không có buộc được, buộc nó lên đây thành cái nơ dùm em nha ha. Là hình, cái này là hình canh mặt nè, hình của mẫu mặt nè ha. Rồi, ai lấy cái này chốt dùm em là sơ mi đi, sơ mi hồng nha, sơ mi hồng. Sơ mi hồng nha, rồi thấy địa chỉ của chị Niệm Lam nè, chốt cho chị Canu sơ mi hồng nè. Dạ 101 chị Thị Lâm ơi. 101 nha mấy chơi. Trên 50 view là bán 101 hết. Cái này của chị Canu nè. Rồi chị Canu 101 nè. Có thông tin của chị Kim Lan nè chị Ngọc. Chị thấy rồi chị. Rồi ha. Thảo Lê hả, bao nhiêu ký mặt dừa hả? Rồi để em cân liền. Đây, đừng có lo nó là dạng chị. Cái này là 55 kg trở xuống nha ha. Cái sơ mi này 55 kg trở xuống. Đây là màu tím nha. Có sợi dây nè. Sợi dây nó viền cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Dây nó viền cũng rất là đẹp luôn ha. Vân Vịt lấy sơ mi hả? Sơ mi màu gì cơn ha. Đây là sơ mi tím nè. Sơ mi tím 40 cân mặt hơi rộng nha. Sơ mi tím nha. Giải đẹp lắm mấy chị ơi, giải cực kỳ đẹp luôn ha. Sơ mi cam, trời ơi chị Niệm Lam lẹ quá à. Có một cái một à. 101 nè của chị Niệm Lam nè. Ở đây chị lẹ. Dạ. Đẹp lắm Nhân Vật ơi. Sơ mi tím nè, cái này là đỏ nè, để em dơ lên cho mấy chị xem nha. Hồi nãy Nhân Vật lấy sơ mi nào? Nhân Vật chưa. Nhân Vật lấy cái sơ mi nào Phương? Đây là sơ mi đỏ nè, trời ơi, cái sợi dây em nói mấy chị viền nó cũng đẹp nữa ha. Nhân Dịch comment sơ mi. Đây là sơ mi đỏ nè, 55 kg trở xuống bằng đẹp nha. Ôi cái này chắc hơn 55 chút xíu cũng đẹp, cũng ôm ha. Đây, rồi 101 nha, nó mà còn view em cứ bán 101 cho mấy chị thôi ha. Chị Kim Loan màu đỏ, đúng không chị? Đây nè. Dạ đúng rồi, chị Kim Loan màu đỏ nha. Hồng nhạt đầu tiên hết rồi Nhân Dịch ơi. Màu hồng đó có khách lấy rồi. Rồi nha, em có sơ mi đỏ nè. Sơ mi đỏ với sơ mi, cái này là tím nha ha. Đẹp lắm. Sơ mi tím này đẹp, đẹp hơn sơ mi đỏ nữa. 40kg 1,5 m mặt vừa nha Đạt Phan. 40kg 1,5 m thì mặt đẹp nha. Con quạt sơ mi hồng nhạt đầu tiên. Hết rồi. Kim Liên sơ mi đỏ, rồi chốt cho chị Kim Liên sơ mi đỏ, cho em địa chỉ liền đi chị Kim Liên ơi. Có 100 à. Trời ơi 45 rồi. 45 bán 130 nha mấy chị. Nãy giờ đâu kim giá. Nơ bạc vai Thanh Tiền hả? Nơ bạc vai em còn một cái nha chị. Nơ bạc vai em còn cái màu hồng nha chị Thanh Tiền nha. Chốt thì ok giùm em nha. Ủa sao nãy giờ sao cái ấy của chị nó lên chậm vậy ta? Nơ bạc vai là Thanh Tiền nè. Kim Liên màu đỏ nè. Chị Kim Liên cho em địa chỉ đi chị. Cho em địa chỉ nha chị Kim Liên ha, 0977 chị ghi số thôi. Tôm Mỹ Hồng hết rồi bé ơi. Rồi nè em cho mấy chị xem lại cái nơ nè. Mấy chị lên view thì em mới bán được giá 130, còn dưới view đây là cái bạc vai nè. Đó, cái nơ hồng nha, nơ hồng còn một cái cuối cùng nha. Nó có cái túi, cái nơ hồng này có cái túi, nhưng mà cái túi này là túi giả hơn, có để được chị hết trơn. 40 kg 1m55 ốm luôn. 40 kg 1m55. 40 kg 1m55 cỡ ai ta? Hiền. Hiền hả? Không vừa đâu. Cái mẫu ở rộng hẻo lắm luôn. Mặt mấy này sợi rộng á. Tại mấy này đa phần là phông chữ A dành cho mấy chị công sở bụng hơi to xíu á. Một viên em bán 130 mấy chị thông cảm nha. Rồi nha. Ê, chú chị nó comment chậm quá. Trời đất ơi, đây. Đẹp. Trời ơi. Cho mấy chị xem cái hình mẫu mặt nè. Cái này có tay nha. Hình cá. Chị Hương bằng cái này đẹp không? Hết vừa rồi. Đây là cái màu hồng nha. Tuột view rồi. Hồng nơ nha, hồng nơ 130 nha, tại vì nó tuột view nên em bán 130 mấy chị thông cảm nha ha. Rồi hồng nơ nha, nó là cao nửa nửa đùi á. Chị Hạnh Trương. Đây Trương là trong công ty mình đúng không? Cái gì chị? Chị Hạnh Trương. Ủa, sao đây chị bình luận của chị nó trôi dữ thằng. Rồi, cái này là hồng nơ nè, em có màu hồng nơ. Cái này mấy chị đừng có sợ mặt ốm gì bận được hết trơn á, tại vì nó là phông chữ A nha. Cái hồng riêng cái hồng nơ này là mơm phông chữ A nha. Dạ chắc trời mưa, rồi em bị văng view qua rồi, em còn quá. Em bị tuột quá. Rồi nha, hồng nơ nha, hồng nơ với cái này là màu đỏ nè, ha. Em bị văng ra quá. Hết thấy em luôn. Mưa quá. Chấm, xin chấm. Rồi xin 1 chấm đi mấy chị ơi, sao bị tuột quá rồi trời. Tuột quá, tuột quá. Ủa miếng nó thấm giọng đó. Đợi lên đi bán. Cho em xin trắng đi. Độ cái là thấm luôn. Không, khô rang. Kim Liên ở Thủ Đức. Mấy chị cho em xin 1 chấm đi ha. Phương Phương có một màu hả chị? Đúng rồi, đầm công sở này. Không em, nó nhiều màu nhưng mà cái cây màu của nó cũng là vậy á. Cho em xin 1 chấm để em lên tiếp nha chị. Ủa cái hồng nơ nó đẹp quá trời, sao mai lấy lên trời. Hay là chưa thấy á em? Chưa là. Chưa hả? Chưa thấy luôn hả? Đây là một cái đỏ nơ nè. Ồ dại. Cái này ở ngoài màu đỏ đậm nha. Màu đỏ đậm nha ha. Cũng bằng đấy nó tâm. Trời ơi, mưa quá bán 110. Vậy hả chị Thoan? Sao kỳ quá, mạng chậm quá, em cũng không biết luôn á. Bán 110 đi cho nhanh hả? 110 lên 50 view giùm chị đi. Tại vì ít người chốt quá, chị còn bị tồn hàng ha. Mọi người thông cảm nha bao thầy nha. Lên chia sẻ lên 150 view đi. Đặng chị bán cho nó nhanh. Tại mời một cái, một kiểu của nó có mấy màu lần chị sẽ bị tồn hàng mới chứ. Trời ơi, cái này đẹp quá chừng luôn á. Cái này ở dưới cái đuôi cá nó nhẹ quá nè. Cái này là nơ đỏ nha ha, nơ đỏ. Ai lấy thì comment nơ đỏ y chang như hình canh mặt luôn nha. Y chang hình canh mặt luôn. Bảo Duyên ơi chia sẻ lại giùm chị đi Bảo Duyên. Tự nhiên cái nó bị ao ra rồi mới chứ. Ao ra ao vô hoài. Kỳ cục cái ta. Thật sự cái nơ này em bao hàng cho mấy chị là nó đẹp. Vậy hả chị Thoan? Ship tỉnh rồi đừng nói Huỳnh Giang. Ship tỉnh đó. Em không biết đâu chị ơi, tiền ship là bưu điện tính á chị Thảo Lê ơi. Dạ Avi Hương ơi nhiều mẫu đẹp lắm Avi. Avi ơi nhiều mẫu đẹp lắm. Rồi tiếp tục lên một mẫu đẹp cho mấy chị. Mẫu này có màu gì nữa không? Cái mẫu ống nơ em mới có màu gì nữa không? Cái mẫu nơ đó em có hai màu Huỳnh Giang ơi, có màu hồng với màu đỏ à. Có màu hồng với màu đỏ à. Ship Nha Trang bao nhiêu hả? Ship em không biết đâu mấy chị ơi, tiền ship bưu điện tính nha. Trời ơi mấy chị trả giá em nữa. Từ 130 tụt xuống 101, 20.000 hay 20.000 là em lời khẩm khiu rồi đó ha. Màu đỏ đi, màu đỏ cho nó đẹp. Đây, giờ cho mấy chị xem lại cái nơ ha. Cho mấy chị xem lại cái nơ hồng nha. Đó, nhìn về thấy không? Đẹp quá. Nhìn về thấy chán hơn cái màu tối nữa. Đây, đây là cái nơ hồng nha, đẹp lắm. Cái nơ mai cũng dễ thương lắm. Đây ha. Lên form cái đầm này mấy chị mặc công sở được tại vì nó có tay. Cái đầm nơ này nó có tay ha, đầm nơ hồng với nơ đỏ riêng cái mẫu này nó có tay thôi nha. Rồi lấy cho em cái hồng nha Huỳnh Giang. Ok chốt cho Huỳnh Giang nè. Huỳnh Giang có thông tin đi chị. Chưa. Cho lại thông tin đi Huỳnh Giang ơi. Này là nhiêu giá như là 130. 130 mấy chứ. Trời ơi, cái cổ này nó đẹp lắm. Ở bên đây nè, cái cổ này phải em mặc lên mới được. Đây nè thấy mấy chị thấy chưa, cái nó làm giống như cái nơ vậy ha. Ai lấy cái này thì comment giùm em là cổ nơ đi cho nó rõ một chút, cổ nơ chia sẻ bài lại giùm em đi, nói là form chữ A nên đừng có lo là chặt rộng gì hết nha mấy chế. Trang Mỹ Chi hả? 101 hả? Trời ơi. Nãy giờ mình 50 view mà mình 50 view 101 mới được, dưới 50 view thông cảm giùm em mấy chứ, lấy hết cái này đi em bán 101 hết luôn cũng được nữa. Với điều kiện lấy hết cái đống này cho em đi, còn có khoảng 30 cái nữa. Ôi chị Ngô Trang kìa. Chào chị Ngô Trang nha. Nơ hồng hết rồi. Rồi nha, đỏ nơ cổ. Mấy chế ghi cái này là nơ cổ truyền dùm cho em đi. Đẹp lắm. Cái cổ nơ nè, nó là form chữ A nên đừng có lo là chặt rộng gì trơn á, nó là form chữ A nha mấy chị. Cổ nơ nha. Quỳnh Giang gộp đơn với Xuân luôn nha chị. Quỳnh Giang đi chung với Xuân luôn á chị Ngọc ơi. Rồi ok nha, chốt với Xuân mùa xuân luôn nha ha. 55 kg bao dừa luôn Nguyễn Phú Thương ơi ha. Mấy chị thông cảm đi. Em like qua set cho mấy chị chia sẻ nha. Mấy giờ chị Ngọc? 40 8:40 hả? Ừ. Em like qua set cho mấy chị chia sẻ một tí ha. Cũng còn set ha, cũng còn đầm, mẫu nào cũng còn hết trơn. Set lên 50 view em cũng bán tiếp 85. Rồi nha, ai lấy cái này comment cho em là nơ đỏ đi, thật sự cái nơ đỏ này ở ngoài nó đẹp hơn trong hình. Đẹp quá. Cổ nơ vàng. Cổ nơ vàng chị Niệm Lam lẹ tay quá. Trời ơi 130. Đầm có tay hết rồi Thí Phạm. Á đầm có tay em còn một cái. Chị cái giết không? 40 kg rộng nha Đạt Phan ơi. Có chị Niệm Lam. Chị Niệm Lam ơi 130k thông cảm giùm em nha. Cổ nơ hả? Mấy cháu ơi, cái cổ nơ này á, cổ nơ này là 54 55 kg mặc đẹp hết luôn nha. 54 55 kg nhưng mà ai eo nhỏ là lên được nữa. Nói như chị biết không? Cái 6 con xét đi. Xét em về nhiều lắm. Like cái đầm nơ cổ ở giữa hả bà, đợi tôi chút xíu nha bà Phương Lan. 1m55 53 kg bao vừa luôn nha chị. Chị Niệm Lam khóc rồi, em khổ quá mà. Đây, cái nơ này thật sự rất là đẹp luôn nè. Đó, thấy chưa? Màu này là màu cam nha, bao vừa với mấy chị luôn ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là cổ nơ màu cam đi cho nó rõ một chút. Em có màu cam nè, màu đỏ nè, màu tím nè, màu tím nó là cổ nơ á. Mấy chị nãy giờ á, cái nào mà ai mà chưa cho thông tin á thì vui lòng cho em thông tin liền số điện thoại với địa chỉ nha ha. Cho liền số điện thoại với địa chỉ đi. Em Thoan mặn dừa mấy này nè, Thoan sao không đặt. Vậy hả? Chị Thoan mặn dừa hết hả? Thoan cũng cỡ chị Thoan, tướng cỡ chị Ngọc là bằng vừa mấy cái đầm này hết nha. Tại vì mấy cái đầm này nó là form chữ A nên mấy chị nó không có cán ao đâu. Rồi bắt đầu em like qua xét nha. Em còn đầm kiểu rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ sao đây ta? Bây giờ nó không có lên view được. Em bán nó còn tồn kiểu, mấy chị thông cảm, em dơ lên một cái là nó còn tồn kiểu liền á. Đây nè, cái đầm cổ nơ chính giữa nè mấy chị ơi. Riêng có cái đầm này có tay thôi, còn mấy mẫu kia không, cái mẫu nào có tay đâu nha ha. Đó, ai lấy cái này comment giùm em là có tay đi ha, đầm có tay nha, đặng cho nó phân biệt. Riêng có cái này có tay à. Trời mà trời mưa nữa, nói muốn khen cổ họng luôn mà mấy chị ơi, nó không có lên view nổi, buồn quá. Đây, xét đi Tâm. Đầm cổ nơ 130k Đào Xuân ơi. Rồi có tay chốt cho chị Thúy Phạm. Đạt ok nha, Quanh Thành Công ơi. Nè chị Thúy Phạm có thông tin cho chị. Không, hỏi nhiêu ký. Chị Thúy Phạm ơi. Em đầm resize nha. Cái có tay này là 58kg trở xuống bằng vừa nha chị. 58kg có tay này nó hơi to hơn chút xíu. Em like set. Rồi bắt đầu bây giờ em qua set nha mấy chị. Em qua set đi cho nó ấy chút xíu ha. Set còn bao chưa có khui không, mấy chừng nào mới có thời gian khui. Cái này là chữ size, này là size S nha. Size này là cỡ khoảng em lấy cái nằm của tay cho bạn. Rồi chị Thúy Phạm cho em liền số điện, cho em liền địa chỉ nha chị Thúy Phạm. Thúy Phạm nè, 130k. Đẹp lắm chị Thúy Phạm ơi. Nhận hàng về mấy chị cầm cái chất giải lên bao cho mấy chị đẹp luôn á. Cái này là size, cái này là size siêu S nha. Size nhỏ nha mấy chị, cỡ khoảng 30, đẹp thì có khoảng 35kg bằng vừa. Cái này thôi, ai có cháu thì mua cho cháu nha. Set 95k. Set đồng giá 95k. Em bị mất ngủ á chị Ngô Trang. Rồi luôn. Chết rồi bị chị Ngô Trang chơi rồi. Váy em đang mặc hết rồi chị Trần Liên ơi. Váy em đang mặc hết rồi, váy tương tự em thôi ha. Váy tương tự là váy canh mặt đó cũng tương tự thôi ha. Ai lấy cái set này comment cho em, còn set trắng nè. Mọi người ơi chấm cho em chấm đi, sao không thấy ai comment nữa chân trội trời. Đây là cái set jean. Set jean 95k nha. 95k đi. Áo này là áo thun Hello Kitty với cái set jean này là size M nha mấy chị. Set jean này là size M nha ha. Rồi Trang Mỹ Chi ơi, em like set chút xíu em like đầm trở lại nha. Ai lấy set jean thì comment giùm em là jean M nha. Jean M 95k. 95k. Bữa nay bông nở đầy mặt thấy gớm quá. Xấu quá. Xấu quá. Trời ơi chị Thon ơi. Jean, set jean nha. Cái đầm này á, nó bị dơ chút xíu, về mấy chị giặt giùm em nha, em sale cho mấy chị nha. Cái này nó dính dơ nhưng mà giặt là ra nha. Cái này bữa không vừa. Nó bị dính dơ nhưng mà giặt là ra nha, giặt là ra, tại vì cái này là dính dơ trong bọc nha. Dơ trong bọc nha, em sale cái này 70k nha. Ai lấy 70k comment giùm em 70k nha. Rồi bao thì cái sách trắng, sách trắng này đẹp. Cái trắng này là size nhỏ nè, bao thì bằng dừa nè, 95k ha. Rồi, ai lấy cái này 70k comment giùm em 70k. Nó bị dính dơ màu vàng vàng ở đây nè, mấy chị thấy không? Đây. Ha, mới sale 70k nha. Chịu khó giặt giùm em, giặt là ra nha mấy chị. Cái đầm này là đầm Quảng Châu á. Còn đang xem cho xin một chấm đi mấy chơi ơi. Ơ cái này là một cái áo không à hả? Cái quần rớt mất tiêu rồi. Chết cha không. Rồi cái này cái áo thôi, cái áo mặc hai lớp mấy chị, về bạn chung với cái chân váy gì cũng được nha. Áo trắng ở trong bằng cái ren ở ngoài giùm em nha. 40k ha. Ai lấy cái này comment giùm em là 40k nha, 40k. Bạn chung với cái chân váy gì cũng được hết trơn á. Hương Trần cho xem. Set hồng mới để xuống hả? Set hồng là set nào đó? Chân váy em. À chân váy hả? Chung với cái áo. Size M nha, sách hồng này là size M nha mấy chị. Size M đó, nó là gì đây nè ha. Sách hồng đây, size M nha. Áo là áo thun, giải thun là giải thun mềm nha. Còn chân váy là chân váy jean. Chân váy jean đi kéo nằm bên hông nha mấy chị. À vậy hả Bao Thùy ha. Rồi sách này là sách hồng. Ai lấy sách hồng comment giùm em là jean hồng đi, jean hồng đi. Đây, đây là một cái set quần nha mấy chứ. Sơ mi phông rộng không có chị ơi ha. Không có chị Long Thắm ơi. Đây là một cái set size M thôi nha mấy chị. Size M nha. Hồng size M nha. Hồng Vĩnh Châu nè, size M thôi. Size M rất là đẹp luôn á. Để em cái chân váy bò. Chân váy bò hả Vân Vịnh? Sao để chết rồi Vân Vịnh ơi, Vân Vịnh của cưng nhiều lắm luôn á Vân Vịnh. Chốt cái chân váy vò này cho Vân Vịnh nha. Ủa vậy để nói luôn hả? Rồi nha, ai lấy set quần thì comment giùm em là quần hồng đây. Set này sale cho mấy chị luôn nha, sale cho mấy chị 75k luôn nha, 75k ha. Ai lấy set 75 comment giùm em là set 75 đi cho nó rõ chút xíu. Áo giải này là giải sơ mi giống như chất KT vậy đó, mấy chị. 75, set 75. Cái đó bao nhiêu ký làm giờ? Cái này là size M nha chị Kim Lon, cái này có khoảng 46 kg trở xuống bằng đẹp. Cái set 75.000 này nè là 46 kg trở xuống thôi nha ha. Ngọc Phương set 75 thì. Rồi chốt cho Ngọc Phương set 75. Cho liền thông tin số điện thoại đi Ngọc Phương ơi. Số điện thoại với địa chỉ giùm em đi Ngọc Phương. 75k. Ok nha Vân Vịnh. Của Vân Vịnh nhiều lắm á Vân Vịnh ơi. Rồi. Set này là set quần rộng nha. Set quần rộng nha, sale cho mấy chị luôn nha, sale cho mấy chị. Ừ. Rồi comment một vòng. Mấy chơi comment một vòng giùm em đi mấy chị. Mấy chị comment hai vòng nên xả cái của Ngọc Hương ra giùm em đi. Khổ ghê á. Rồi 3 kg lần hả? Rồi xả nha Ngọc Hương nha ha. Rồi, ai lấy cái set này comment giùm em là set quần đi ha, sale cho mấy chị luôn. Set quần này là quần rộng nha. Quần này là cỡ khoảng 60 kg bằng ok, 58 kg bằng đẹp. 80 cũng vừa ha. Ai lấy set quần này comment giùm em là quần nha, set quần sale cho mấy chị 75k luôn nha, set quần 75k luôn nha. Áo của nó là chất len nha. Quần là KT, giải KT. Không lên nổi view tuột kia luôn á. Eo 75 hả? Rồi để chị đo lại nha Dân Dịch ơi, tại vì không có thời gian đo á. Ốm mà eo có 75. 75 là vừa. 75 vừa không? Ừ. Eo của em nãy đo là 73. Hôm bữa 73 71 thì vẫn chọc các bé nhiều. Không, chị vẫn chọc cái con vừa. Cái này là size gì đây? Trời ơi. Cái chân váy hả? Đây dành bận. Chân váy đen nha, công sở nha mấy chị. Ai công sở thì lấy cái này nha ha. Công sở thì lấy cái này giùm em. Lấy thì comment giùm em là chân váy bi đi. Chân váy áo bi. Cái này là size M thôi nha. Size M thôi. Cái này là eo này là cỡ khoảng 75 trở xuống nha. Eo 75 trở xuống nha. Ủa mưa lắm đó ta. Có chỗ mưa lắm đó sao kỳ. Dạ em chào chị Thoan nha. Ok nha, để chị đo lại cho Dân Dịch thôi. Dân Dịch là eo 75 để ghi chú lại mới đo được ha. Rồi xét chân váy, ai lấy comment giùm em là xét chân váy eo 75 nha ha. Eo 75 trở xuống đó là size M á. Cái bao xét đó mình cứu cho anh Dịch á, ghi chú lại đó. Đi lên rồi một luôn đại. Cái đó là 95 á, 75. Đây là một cái áo đắp tớp nha. Size này là size gì đây? Size này là size gì đấy? Bị tụt quay quần đầu. Cái bà nó trời cái set này chị Ngân Trang bận rất đẹp lắm á. Chị Ngân Trang còn không? Chắc chị Ngân Trang ao rồi. Đây nè. Mấy chế thấy không? Cái quần nhấp nhó. Áo rất tớp, quần nhấp nách luôn. Bạn vô thì cái giọt xích xích. Muốn ai ra đâu. Rồi, còn đang xem giúp xin một chấm đi, hết thấy rồi mấy chế rồi. Cái này là size M nha, size M. Có không? Cái này có khoảng 56, 56, 57 cái chỉ số mận đẹp hết luôn nè. 56, 57 cái chỉ số mận đẹp cái này nè. Đẹp quá. Áo đắp tớp nha, ai yêu thích phong cách thể thao thì lụm cái này liền nha mấy chị. Rồi em còn có mấy set nữa, còn mấy set trong bao hết chắc em khoan hóc khui đi ha. Mình ở đâu mà mua quá vậy chị? Dạ mình ở, em ở Củ Chi, Hồ Chí Minh mấy chị ơi. Em ở Huỳnh Chí Ngô. Mưa, ồn dữ lắm. L75 là cái chân mới dục. L75 là cái chân váy đen á, chân váy đen rùa Bo Thùy. Đâu rồi? Cái gì vậy? À đợi xíu đem cho xem lại cho. Em dơ mấy cái set này cái. Mấy cái này là quần to hết nè, bắt đầu tới set to nè. Hôm bữa thì mấy chế hỏi xếp nhỏ, bữa nay xếp to không rồi ha. Cái này là 60 kg. Trời ơi cái này 65, 65 kg bận vô tư, 65, 68 kg bận vô tư hết nha ha. 1m65, ôi 1m65, 52 kg chắc vừa. Tại cao Bo Thùy xếp 75. Xếp 75 mặt đẹp nha Bo Thùy. 52, 5m65 bận vừa nha. Chị Hàng Trương comment cái gì vậy ta? Bo quần đi, bộ quần đen đi. À bộ quần đen cho chị Hàng Trương, cái đó là áo đắp tớp nha chị. Chị Hàng này công ty. Chị Hàng không? Công ty á, chị ghi giùm em chị Hàng công ty đi, cái đó vừa đó nha cô thầy. Đẹp lắm. Rồi cái quần này là quần rộng nha, quần này là 65 70 kg bận vô tư luôn nha ha. 65 70 kg bận vô tư luôn á. Quần rộng nha ha. Ai đi xách quần xám thì comment giùm em là xách quần xám đi. Ở trên máy sao mới thấy cái quần kia. Chắc em nâng cấp mạng lên đúng không? Cái mạng của chị Canu nhanh ghê hả? Má là chị đã thành. Ồ, chị Canu á, chị nhanh lắm. Chị mà bấm là chị thấy Canu. Chị Canu comment liền. Cái bộ đó chị Hàng chắc bận không được. Bộ này ha, bộ này rộng lắm. Bộ này là mấy người mà 70 kg bận cũng được luôn. Set L75 52 kg vừa không chị. 1m65 52 kg, 1m65 vừa nha Bo Thùy. 52 kg 1m65 là bận đẹp nha. 1m65 cao bận đẹp à. Đây là một cái quần ống lửng nha. À, đây là một cái set thể thao nha. Thể thao này nãy like chưa? Chưa. Set thể thao này chưa có like, hồi nãy là quần dài, bây giờ là quần ngắn nha mấy chị ha. Rồi ai lấy cái set thể thao comment giùm em là set quần lửng đi nha. Set quần lửng, nó là một cái quần lửng nè, ở trong một cái áo nữa nè, tiếp tục là một cái áo có nón ở ngoài luôn đó nha ha. Rồi cái set quần lửng này là bao nhiêu ký bạn vừa đây? Set quần lửng này là 58 kg trở xuống bạn đẹp nha, tại vì nó chất co giãn ha. Rồi nha mấy chế 9 giờ chị Ngọc 9:05 em ở đây nha mọi người, bữa sau em live tiếp nha. Ồ, có mấy người cũng có ai một cái cho em mượn coi một cái. Cái đầm này là 100 mấy cái đầm nó ship hết chưa, tại nó trên 100.000 rồi. Ừ, có cái này là cho anh Xuân, còn cái này có cái gì Ngọc Hai Nguyễn có cái ai vậy? Ngọc Hai Nguyễn có địa chỉ chưa chị? Có số điện thoại rồi. Chị Ngọc Hai Nguyễn còn đang xem không cho em xin lại địa chỉ. Đây là cái chân váy L75 nè. Để cái chân mà bận không? Dạ đẹp lắm. Ừ. Dạ chắc chắn lắm đây ha. Còn cái áo đây nè. Áo là áo bi nha ha, tay von nha. Có bạn Mo Thị đang coi lại làm xem. Ừ. Lấy thì chốt nhanh dùm em cái chân váy đẹp quá, chân váy dải chắc chắn ghê luôn. Đúng là sức lẻ của hàng Quảng Châu. Rồi xong ha, Bo Thị có lấy thì chốt dùm em cái này nha. Rồi bữa nay em ợp ở đây nha. Hôm sau em live tiếp nha, hôm sau là thứ Sáu, tối thứ Sáu em live tiếp. Cái đầm canh mặt nãy có ai lấy không chị? Em nhớ có người lấy nhiều lắm. Cái đầm của em mặc rồi cái đầm của canh mặt hồi nãy có chị nào lấy hai đầm? Có chị Nguyên Hoàng. Lên đầm cho chị mua thêm. Trời ơi chị Kim Loan ơi, lựa lại mấy cái đầm này ha. Mua thêm một cái chốt dùm em nha chị Kim Loan. Cái đó của ai chị? Chị Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng lấy hai cái mà, lấy cái giống em. À vậy hả? Còn đầm canh mặt. Đầm canh mặt cái này giống đầm canh mặt nè. À, chị Kim Loan lấy cái chị cái bọc của chị Kim Loan đâu chị nào? Chưa. Chị Kim Loan nãy lấy cái gì vậy ta? Thấy không? Không thấy. Này cái này là đầm. Rồi Bo Thị chốt cái này cho Bo Thị nha. Bo Thị cái này đẹp lắm á. Rồi để em lên đầm cho chị Lượng cái nữa giúp em nha. Kim Loan. Là chị Bo Thị chị. Em lên cái đầm cho chị Kim Loan lựa dùm em một cái nữa đây chị Kim Loan ơi. Mấy cái đầm này đẹp cũng chết luôn, thiết nắp luôn. Vàng nha ha. Em dơ lại một lượt luôn chị ơi, mấy cái mới cho em không khui bọc đâu. Vàng nè, cái này là xanh nè. Của Bo Thị. Chị không nhớ đó Bo Thị ơi, ngày mai á mọi người còn đang xem thì ngày mai á cho em ngày mai em chốt xong rồi em điện thoại á thì Tráng nghe dùm em điện thoại nha. Tôi không nhớ cái đầm nào là Phương Lan. Nãy Phương Lan có một cái. Mà giờ hỏi cái đầm nào quên mất tiêu rồi. Đây là màu xanh nè. Màu đen nè, màu đen mặc cực kỳ sang. Màu đen mặc sang lắm. Cái đầm nào ta sao tự nhiên lại quên cái đầm này có ai chị? Chi Nguyễn vậy có không? Ừ, có một cái. Cái này có mấy chục. Để tôi lấy đầm để em. À có cái này có tay nữa nè mấy chị ơi. Cái này có tay mà không dài nữa nè. Cái này có tay không dài nữa nè ha. Có nào cũng chùm không? Đầm. Bữa nay cái mặt em thấy ghê quá không? Đây. Tay da em chút xíu nha. Form này là form cũng dài chứ không ngắn đâu ha. Đây là cái hình mẫu mặt nè mấy chị. Cái nơi ở giữa mà xích hết á. Cái nơi cái đuôi cá không? Đuôi cá nào ta? Cái đuôi cá cũng là cái nơi ở giữa. Cái nơi ở giữa mà xích hết. Cái đập này để tôi dơ. Hình như còn một cái á nha ha. Rồi ai lấy cái này thì comment dùm em là nút đi ha, nút nha. Đẹp lắm. Cái này form chữ A có khoảng 58kg trở xuống bằng đẹp nha. Dạ em không có mặc bây giờ chị Đào Xuân ơi. Em không có mặc nữa chị. Tại giờ em gần hết like rồi ha. Cái này em có màu này là màu đỏ nè. Trời ơi, like đóng này xong ship lại cùng luôn. Ê cái gì qua nè. Vậy là mấy cái của chị nhìn đâu có lỗi thời đâu. Ừ, đúng không? Đúng rồi, giờ cũng còn. Mấy cái đầm này chị bận được quanh mùa luôn. Tại vì nó đâu có kiểu gì đâu mà quên. Như của chị nó còn có cái nơi trên. Dạ. Màu vàng cái này hình như có màu vàng. Cái này không có vàng chị. Chỉ có màu ấy. Màu cam. Có màu hồng mà, màu hồng với màu đen à. Rồi có cái này có cái nơ ở giữa nha mấy chị. Cái đen bao nhiêu ký dừa? Dạ nó có một size à chị Thu Hà ơi. 58kg chị. Đầm trên canh đó hả? Dạ đầm trên canh màu đen. Đây đầm trên canh màu đen đây nè chị. Trời ơi, cái đầm chim canh màu đen nó đẹp nó chết luôn. Ủa này chị Kim Loan lấy rồi mà đây. Đây cái đầm chim canh màu đen nha mấy chế. Đẹp lắm, màu đen là màu sang lắm. Khác hả? À cái dây đó khách chốt hết rồi bà ơi. Cái dây đó khách chốt hết rồi Phương Lan ơi, hồi nãy bà vô trễ á. Bà vô trễ cái đó chốt rồi. Đây ha. Rồi cái này cái nơ mà ở dưới đây giống như cái đuôi cá nè. Cái nơ mà dưới đây nó có tầng nè mấy chị. Đẹp không? Đẹp. Cái tầng này dễ thương quá ha. Rồi nè, nơ tím nè, ai lấy thì comment giùm em là nơ tím nha, 130 nha, nơ tím nha. Cái dây đó hết rồi Phương Lan ơi, hồi nãy thì lên trễ á. Cái nơ tím này đẹp quá trời. Bữa sau bận cái này lai nè. Rồi cái đó đẹp quá, cái dầm cái bận. Đẹp. Nó ở dưới đây rồi chứ. Thôi chị như Kim Loan thì có lấy cái đen con lên là đủ thôi sao? Chị Kim Loan lấy cái đen đó đi chị. Đủ 2 cái em xếp hàng luôn. Trời ơi, chắc là chị đụng cái nó ra mình. Ok, mai gọi bao vậy? Rồi cái không thôi chị lấy cái bẹt vai này hồi nãy đi, bẹt vai này cái nơ hồng cũng đẹp lắm nè. Bẹt vai hoa hồng. Bẹt vai hoa hồng bà Phương Lan ơi, chọn cái nơ khác giùm tôi đi bà Phương Lan. Bẹt vai hoa hồng nha. Chị kêu thốt ra. Gì bị ao nè. Vậy đầm trên canh á chị kêu nói đầm trên canh là lại lấy màu đó luôn đúng không? Màu đỏ còn không đó. Còn. Ừ. Cái đầm đó đầm trên canh có ai chốt chưa? Đầm trên canh đó hồi nãy có chốt rồi. Chị kia là chốt đầm tâm mật nè. Chị Nguyên Hàng. Ơi bà Phương bà. Cái đầm nơ còn màu khác không? Chết rồi, giờ nó nằm lộn xộn hết, nãy giờ sóc lên không biết ở đâu luôn á Quanh ơi. Cái đầm sơ mi này em còn có 2 cái là mấy chị chốt luôn đầm sơ mi này luôn đi, thật sự buộc cái nơ ở đây rất là đẹp nè. Mẫu mặt nè. Giải em bao cho mấy chị luôn. Ha. Đầm nơ chị hết biết màu gì luôn rồi Quanh ơi, tại vì nó nằm bây giờ nó lai nó quá trời lộn xộn mình lục không được uống cưng. Rồi nha, sơ mi nha, cổ sơ mi nha, ai lấy thì comment giùm em là sơ mi nha. Trời ơi, trong đó nó chậm kìa. Hình như đúng rồi, cái tiếng của em đi trước ấy. Cái comment đi trước lấy rồi. Comment đi trước tiếng luôn hả? Ừ, nãy giờ mày mới giao vô cái nút có ở đây nè. Còn ai đang xem không mấy chị? Lấy cái màu vàng trên canh đi em. Dạ ok nha chị Kim Loan. Rồi nè, cái màu vàng trên canh chốt cho chị Kim Loan nha. Chị Kim Loan dạ đủ 2 cái nha. Cái này 130k nha chị. Đầm sơ mi này đẹp quá mà. Bữa sau bạn em like, em bận like. Rồi ha. Rồi hôm nay em ọp ở đây nha mấy chị. Hôm nay em ọp ở đây nha. Rồi bữa nay cái mặt nở bông quá, ghê quá. Ai chia sẻ like, ngày mai em kiểm tra nhiều, em kiểm tra ai chia sẻ like thì em tặng bông tai nha. Rồi bây giờ em ọp ở đây nha mấy chế. Mình chỉ còn gớm hơn. Bye bye mọi người nha, thứ 6 đón xem nữa nha.